Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 921, nghi ngờ. Chỗ S đang mưa đêm nè, chùm chăn ngủ đọc truyện hay nghe audio là ngon. Dù hành động của Chu Dương chỉ vô tình, nhưng cũng khiến chị Dương và Tô Hiểu Manh cảm động. Tô Hiểu Manh vội choàng tay lên cổ Chu Dương, anh Chu Dương, lần này cảm ơn anh rất nhiều. Chị Dương cũng nói theo, Chu thiếu gia, chuyện lần này đúng là nhờ cậu hết. Hiểu Manh tiến được vào thị trường quốc tế, công ty tôi chắc cũng sẽ lên một tầm cao mới. Lúc này, trong ánh mắt chị Dương chẳng còn điểm nào bất mãn nữa. Cô đối đãi Chu Dương gần như người thân ruột thịt. Lần này, Chu Dương hơi bối rối, chính anh cũng không ngờ thế lực của mình đã lớn đến mức độ này. Ngay cả người trong hoàng thất cũng tâng bốc mình. Giải quyết chuyện giúp đỡ Tô Hiểu Manh xong xuôi, Chu Dương rời khỏi khách sạn. Sau khi rời khỏi đó, anh trầm ngâm im lặng. Anh vốn định chấp nhận thân phận hiện tại của mình, nhưng trong lòng lại nảy sinh cuộc đấu tranh khác. Thực lực của anh, có vẻ còn vượt xa tưởng tượng của bản thân. Anh quyết định về Chu gia, xem xét thế lực của mình rốt cuộc đến mức nào rồi. Chu gia, thủ đô. Chu Dương mất trí nhớ, còn không biết Chu gia ở đâu, hơn nữa cũng không nhớ bất kỳ người quen nào ở Chu gia. Thẳng thắn mà nói. Đó là Trần Thế Hào và Thủy Băng Nguyệt. Hai người họ cũng rời khỏi Chu gia, giờ anh đã về Chu gia, họ cũng nên quay về rồi. Chu Dương bấm số Trần Thế Hào, nghe giọng ông vang lên từ đường truyền, thiếu gia, có chuyện gì thế? Thiếu gia, Chu Dương hơi sững sờ, cảm thấy cách xưng hô này hơi lạ lẫm. Trần Thế Hào từ lâu về trước đã gọi anh là thiếu gia. Có thể nói. Ông ấy là người Chu gia đầu tiên chấp nhận thân phận của Chu Dương. Nhưng khi đó thân phận của anh vẫn chưa bại lộ, nên Trần Thế Hào chỉ âm thầm gọi danh xưng này trong lòng, chứ không gọi ra thành tiếng. Bây giờ lại nghe chính miệng Trần Thế Hào nói vậy, nên Chu Dương có cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Anh không có ý phản đối, chỉ nói thẳng yêu cầu của mình. Ông Trần, tôi muốn về Chu gia một lát. Trần Thế Hào trầm ngâm, được, bao giờ xuất phát? Bây giờ, Chu Dương nói, Trần Thế Hào không nhiều lời, nhanh chóng lái xe tới đón Chu Dương. Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân cũng tới cùng. Chu Dương nhíu mày, anh không bảo Trần Thế Hào thông báo cho Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân, nên không ngờ bọn họ sẽ đến. Nhưng giờ họ xuất hiện rồi, chẳng nhẽ Trần Thế Hào lén thông báo cho họ. Chu Dương nghĩ Trần Thế Hào không phải người như vậy. Quả nhiên, ông bắt đầu giải thích. Vì lúc trước Thẩm phu nhân ở ngay bên cạnh, lúc cậu gọi điện thoại, cô ấy cũng nghe được. Lúc trước Chu Dương làm Thẩm Bích Quân không vui, nhưng anh không xin lỗi mà chỉ chọn cách bỏ đi. Nên lúc này, Thẩm Bích Quân nhận ra tâm trạng của Chu Dương không thoải mái. Cô muốn đuổi theo anh, nhưng thấy bất tiện, nên không gọi cho Chu Dương, mà chỉ một mạch chạy tới chỗ Trần Thế Hào uống trà. Do cô nghĩ khả năng cao Chu Dương sẽ tìm Trần Thế Hào giải sầu. Lúc đó cô có thể giả vờ vô tình gặp Chu Dương, sau đó giải quyết khúc mắc trong lòng hai người. Song cô không ngờ, cô đợi không thấy anh đâu, thì Chu Dương đã gọi cho Trần Thế Hào nói muốn về Chu gia xem xét. Thẩm Bích Quân vừa nghe đã vội gọi cho Tạ Linh Ngọc, cùng Trần Thế Hào đi đến trước mặt Chu Dương. Anh yêu à, em nghe mọi chuyện của anh rồi, anh bị mất trí nhớ đúng không? Thẩm Bích Quân chủ động nắm lấy tay Chu Dương. Xin lỗi. Em không nên giận anh, tại em cũng không biết anh bị mất trí, tha lỗi cho em nhé. Thẩm Bích Quân cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như cô em gái. Chu Dương nghiêng đầu nhìn Tạ Linh Ngọc. Tạ Linh Ngọc trợn mắt nhìn anh, giọng hơi trách cứ, anh nói xem, nếu mất trí cũng không thể tức giận với em Thẩm Bích Quân đúng chứ. Bây giờ còn để em ấy tới xin lỗi anh còn không mau tha thứ cho em ấy. Khẩu khí của Tạ Linh Ngọc chững chạc như một người chị cả. Thế vậy, Chu Dương không biết phải làm gì. Không phải anh không thể tha thứ Thẩm Bích Quân. Mà anh thấy, Thẩm Bích Quân đâu cần anh tha thứ. Chuyện này hoàn toàn là lỗi của anh. Lẽ ra anh phải xin lỗi cô mới đúng, cùng do anh khiến cô không vui, sau đó lại xoay người bỏ đi. Nhưng bây giờ anh chưa kịp xin lỗi, Thẩm Bích Quân đã chủ động làm hòa rồi. Nhìn vị chủ tịch lạnh lùng khom người trước mặt mình, dáng vẻ thận trọng. Chu Dương cực kỳ bối rối. Từ khi nào Thẩm Bích Quân thành bộ dạng này vậy? Còn cả Tạ Linh Ngọc,
dù lúc cô nói chuyện với anh nghe cũng bình thường, thậm chí còn có phong thái nhà quyền thế, ngữ điệu mạnh mẽ nắm chắc mọi vấn đề. Nhưng Chu Dương thấy cô quá xa cách với mình. Xa cách đến mức khiến anh lạ lẫm, như thể mỗi lời của Tạ Linh Ngọc đều mang mục đích, đều có thái độ hướng đến sự công bằng để xử lý mọi chuyện. Điều này khiến anh rất khó chịu. Nhưng khó chịu thì khó chịu, hai người phụ nữ trước mắt là hai người quan trọng nhất với anh. Nên bất kể có bức xúc thế nào, bình tĩnh xong là sẽ lấy lại vẻ háo hức như lúc đầu. Do đó, Chu Dương điều chỉnh lại cảm xúc, rồi nói với Thẩm Bích Quân. Hôm nay em không cần xin lỗi anh, là do anh nghĩ chưa thấu đáo, anh nên xin lỗi em mới phải. Rất xin lỗi. Chu Dương khom người, chân thành nói, vì anh mất trí nhớ, nên tính tình bị ảnh hưởng, chỉ biết để ý cảm giác của mình mà không nghĩ tới cảm nhận của em. Hy vọng em bỏ qua cho anh. Chu Dương nói xong, đứng thẳng người dậy. Nhưng khi anh nhìn những người xung quanh, nhận ra bọn họ đều đang rất kinh ngạc, ánh mắt lộ rõ vẻ không tưởng tượng nổi. Thế này là sao? Chu Dương hơi buồn bực, anh đã xin lỗi, lẽ ra mọi người nên hòa thuận với nhau, sao lại nhìn cây ếch yêu ta sợ như vậy? Đây là chuyện tốt mà, mọi người giờ phải vui vẻ chứ. Anh nhìn mọi người với ánh mắt khó hiểu. Thiếu gia, sao cậu có thể xin lỗi như vậy? Lúc này Trần Thế Hào mới nghiêm túc kéo Chu Dương sang một bên. Thân phận cậu vô cùng cao quý, đường đường là hoàng đế võ giả, thiếu gia chủ của gia tộc đứng đầu phương Đông Chu gia, sao cậu lại đi xin lỗi một người phụ nữ được? Trần Thế Hào nghiêm giọng, như thế đây là chuyện rất nghiêm trọng. Nhưng chuyện này rốt cuộc nghiêm trọng chỗ nào vậy? Sao anh không thể xin lỗi được chứ? Chương 922, Giác Ngộ. Chu Dương cảm thấy anh không phải là một người cứng đầu, không chịu khuất phục. Làm người thì phải quang minh chính đại, dù có mắc lỗi có bị đánh cũng phải đứng thẳng. Đó mới là tư thế mà một người đàn ông thực thụ nên có. Nước sông không phạm nước giếng, nhưng một khi đã đụng tới thì phải giết. Cũng như vậy, nếu bản thân đã làm sai thì phải dũng cảm nhận lỗi. Chuyện với Thẩm Bích Quân rõ ràng là anh đã sai, nên anh mới xin lỗi ngay. Nhưng giờ Trần Thế Hào lại nói anh không được xin lỗi, đây là đạo lý gì? Bỗng chốc, Chu Dương như tìm được lý do khiến anh luôn buồn bã. Cậu không thể xin lỗi là vì cậu là thiếu gia của Chu gia, Trần Thế Hào nghiêm túc nói, cậu đại diện cho toàn thể Chu gia, cũng nhờ cậu mà Chu gia mới trở thành gia tộc bậc nhất ở phương Đông. Nói cách khác, từng cử chỉ hành động của cậu sẽ đại diện cho thái độ của Chu gia. Giả dụ như lúc cậu xin lỗi bị người khác nhìn thấy, vậy thể diện của Chu gia biết để đi đâu? Là gia tộc đứng đầu ở phương Đông mà có thể tùy tiện cúi đầu được sao? Chu Dương sững sờ một lúc. Chẳng mấy chốc anh đã hiểu ra ý của Trần Thế Hào. Hơn nữa điều đó còn rất có lý. Chuyện này cũng giống như hoàng đế ở thời cổ đại mắc lỗi, ngài cũng không thể thừa nhận. Và những người khác cũng sẽ không bắt ngài thừa nhận. Đùa gì vậy, sao hoàng đế có thể mắc lỗi được? Nhưng Thẩm Bích Quân không phải người ngoài, cô ấy là người của chúng ta. Chu Dương vẫn muốn giải thích điều gì đó, nhưng Trần Thế Hào ngắt lời anh, đó là do tự cậu nghĩ vậy thôi. Nếu về Chu gia, về đến phòng riêng của cậu và Thẩm phu nhân, cậu muốn xin lỗi ra sao cũng được. Dù cậu có chơi trò chơi kỳ quặc với cô ấy, có quỳ xuống đất làm ngựa cho cô ấy cưới cũng chẳng sao cả, nhưng giờ đang ở bên ngoài, cậu không thể xin lỗi trước mặt bao người được. Ví dụ này cũng tương tự như hoàng đế thời cổ đại. Nếu cảm thấy áy náy với ai đó, hoàng đế có thể gặp riêng người đó rồi bù đắp cho người đó sau, chứ tuyệt đối không được xin lỗi ở nơi đông người. Bởi vì không thể làm mất đi uy nghiêm của hoàng gia. Đừng coi thường uy nghiêm đó. Thật ra ở thời cổ đại, lý do khiến hoàng gia lớn mạnh phần lớn đều có liên quan tới uy nghiêm. Tất cả mọi người đều biết hoàng gia cao quý không thể khiêu khích. Cho nên sẽ chẳng có ai dại gì mà đi khiêu khích hoàng gia. Nhưng nếu hoàng gia chỉ có thế lực lớn mạnh mà không giữ rằn, cứng rắn thì những gia tộc lớn mạnh kia sẽ chẳng tôn trọng hoàng gia đâu. Rất nhiều lúc, tuy chỉ là một cử chỉ vô tình nhưng lại trở thành khiêu khích. Lúc này, nếu có nhiều người khiêu khích, địa vị của hoàng gia ắt sẽ lung lay. Đạo lý này cũng có thể áp dụng với trường hợp của Chu Dương. Không thể thách thức danh dự của gia tộc đứng đầu ở phương Đông.
Bất kỳ ai khi đối diện với Chu Dương hay là Chu gia thì đều phải giữ thái độ thận trọng, giống như khi Chu Dương gọi điện đến Hoàng thất đế quốc Đại Mễ, thái độ của đối phương cũng được coi là thận trọng. Khi đó, Chu Dương đã phạm một lỗi chí mạng. Giọng điệu của anh quá hiền lành. Nói thế sẽ khiến đối phương sinh nghi, bởi có người thừa kế của một gia tộc đứng đầu phương Đông nào lại đối xử hiền hòa với mình như thế chứ? Họ sẽ cảm thấy họ quá lớn mạnh, hoặc có thể nói là thế lực của Chu gia bị suy yếu. Lúc này phiền phức sẽ ập tới với Chu gia. Đúng lúc này chuông điện thoại của Chu Dương vang lên, chính là cuộc gọi từ Hoàng thất đế quốc Đại Mễ. Xin chào, Chu Dương nghe máy. Chào anh, cho hỏi đây có phải là số của Chu tiên sinh không? Giọng điệu lần này của đối phương nghe bình tĩnh hơn rất nhiều, thoáng có cảm giác như đối phương bằng vai phải lứa với Chu Dương. Nhưng Chu Dương không hề để ý, anh tùy ý nói, phải, anh có chuyện gì sao? Là như này Chu tiên sinh, trước kia chúng tôi đã đồng ý bồi thường cho anh một nửa tài sản hoàng thất, nhưng hình như bên anh đã từ chối. Tôi muốn xác nhận lại xem có phải anh không cần không? Chu Dương nheo mắt. Bởi vì khi nghe những lời của Trần Thế Hào vừa rồi, anh đã cảnh giác. Cho nên anh nói, không, tôi cần, khi nào thì các anh chuyển tài sản sang tên tôi. Đối phương hơi sửng sốt, không hiểu tại sao Chu Dương lại đột nhiên hùng hổ như vậy. Nhưng đối phương vẫn nói, anh vẫn muốn sao, Chu tiên sinh, chẳng là dạo gần đây chuỗi sản xuất công nghiệp của chúng tôi xảy ra vài vấn đề, nếu anh muốn một nửa số tài sản của chúng tôi thì chắc phải đợi một thời gian, vì giờ không tiện để làm các thủ tục. Câu này nghe thì có vẻ rất lễ phép, rất khách sáo, giống như họ thuộc phe yếu thật. Khác một trời một vực với thái độ trước đó. Chẳng lẽ là đang gây hấn? Đối phương đang thăm dò giới hạn của Chu Dương. Nếu hiền lành chút nữa, sẽ gợi lên ham muốn trong lòng người khác sao? Chu Dương không trả lời đối phương, anh lạnh lùng ngắt điện thoại, nhìn Trần Thế Hào. Trần Thế Hào gật đầu với anh. Ý nói là nhìn đi, chính là tình huống này. Nếu để người khác thấy Chu Dương xin lỗi Thẩm Bích Quân thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Một lần đã đành, nhưng nếu anh làm đi làm lại nhiều lần, khả năng cả Chu gia sẽ rơi vào cảnh suy tàn. Giờ cậu là người thừa kế tiếp theo của Chu gia, cậu không thể chỉ nghĩ cho cảm nhận của mình được, bởi vì mọi cử chỉ hành động của cậu đều sẽ ảnh hưởng rất lớn tới Chu gia đó, hiểu không? Trần Thế Hào thành khẩn nói. Chuyện đã vậy rồi, Chu Dương cũng đã hiểu rõ chuyện. Nhưng anh vẫn không cam lòng lắm. Trở thành hoàng đế võ giả và người thừa kế của gia tộc lớn nhất ở phương Đông, nhưng bản thân lại không thể sống là chính mình. Thật ra không chỉ riêng anh, mà ngay cả những người bên cạnh anh cũng vậy. Đối với anh, trước kia Trần Thế Hào giống như bậc bề chê y, soi đường chỉ lối giúp anh trưởng thành, còn giờ đây ông ấy lại giống như một người quản gia. Ông ấy không lo nghĩ cho bản thân, cũng chẳng phải vì thích anh nên mới đi theo anh, mà ông ấy lo nghĩ cho cả Chu gia. Cả Tạ Linh Ngọc cũng vậy. Tạ Linh Ngọc cũng thay đổi rồi, tuy bề ngoài cô vẫn đối xử với anh một cách công tư phân minh, không nhìn ra được gì, nhưng Chu Dương có thể cảm nhận được giữa hai người có khoảng cách. Thẩm Bích Quân thì khỏi nói. Thẩm Bích Quân là một người phụ nữ kiêu ngạo, cô không nghĩ nhiều tới mấy chuyện gia tộc, nhưng khi đối diện với Chu Dương, cô lại cẩn thận từng ly từng tí. Cô không còn là chủ tịch Thẩm dám yêu dám hận như trước, mà đã trở thành một người phụ nữ thùy mị từ đầu đến chân. Còn những người khác, ví dụ như người của Tạ gia, ngoài mặt trông có vẻ tốt với anh đó, nhưng bản chất của họ thì vẫn không hề thay đổi. Chương 923, quay về. Tất cả mọi chuyện đều khác hẳn với tưởng tượng của bản thân. Vì thân phận anh thay đổi, mà dường như mọi thứ xung quanh, từ con người cho đến mọi chuyện, cũng đều khác đến chóng mặt. Chu Dương bùi ngùi nhớ lại những chuyện xảy đến với mình từ lúc mất trí đến nay. Đầu tiên là sự thay đổi của người Tạ gia, nhưng khi anh hiểu ra được thân phận của mình, cảm thấy thái độ của Tạ gia như vậy cũng hợp lý. Dù sao Tạ gia là kiểu kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Tiếp theo là sự thay đổi của Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc và Trần Thế Hào. Điều này khiến Chu Dương không tài nào chấp nhận được. Họ đều là những người thân thiết nhất với anh. Sao thân thiết ư? Vì họ đều coi đối phương là những người quan trọng với mình. Không vì tiền tài, thế lực, mà chỉ vì chính bản thân người đó. Chu Dương từng cho rằng, anh ở cùng nhóm Tạ Linh Ngọc và Trần Thế Hào,
chẳng liên quan đến tiền bạc quan hệ dù chỉ một chút. Lúc Trần Thế Hào quen anh là kẻ vô dụng. Lúc bắt đầu với Tạ Linh Ngọc, bị toàn bộ Tạ gia xỉ vả, cô cũng chọn đứng bên cạnh anh. Còn về Thẩm Bích Quân thì không cần phải nói, tự mình góp 10 triệu trở thành cổ đông của công ty Danh Dương. Dù thực tế, 10 triệu đó đối với Thẩm Bích Quân cũng không phải là sự khoa trương gì lớn. Nhưng cô trước giờ vẫn chọn tin tưởng anh, mọi tình huống phát sinh sau đó đều đứng về phía anh. Bản thân anh chẳng có gì cả, họ vẫn không bỏ anh lại một mình. Giờ anh có tất cả, họ có vẻ vẫn luôn bên cạnh anh. Nhưng cảm giác thân thuộc này hình như đã sớm không còn nữa. Những người anh từng thân thiết, khiến anh vô cùng cảm động, cũng vì sự thay đổi trong thân phận của anh mà thái độ thay đổi theo. Dù đó là cố tình hay vô ý, lúc họ đối diện với mình, đều nghĩ xem thân phận mình gây ra ảnh hưởng gì. Điều này khiến Chu Dương vô cùng khó chịu. Nhìn có vẻ có mọi thứ, nhưng thật ra anh chẳng có gì cả. Nhất là thời gian gặp tên đầu chọc hôm qua, càng khiến Chu Dương nhận ra, đến sự chính nghĩa của chính mình anh cũng chẳng bảo vệ được. Đối mặt với thế lực xấu xa, anh lựa chọn cúi đầu. Đối mặt với người mình yêu thương, thái độ ai nấy đều thay đổi. Chu Dương cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân khiến anh lạc lối. Đây chính là nguyên nhân khiến anh không vui. Nhưng, rốt cuộc anh làm sai điều gì? Không phải anh có lượng tài sản, giàu đến nứt đố đổ vách đó sao? Không phải anh mạnh mẽ đến mức khiến ai gặp anh cũng phải cúi đầu à? Tại sao chuyện như này lại xuất hiện chứ? Chu Dương lại y gờ lung, anh biết lý do mình không vui, nhưng lại chẳng hiểu sao xuất hiện chuyện như vậy, anh cũng không rõ mình đã làm cái gì để dẫn đến chuyện này. Thiếu gia, cậu nhớ chuyện này là được, sau này không nên tùy tiện cúi đầu xin lỗi. Chúng ta mau về Chu gia thôi. Lúc này, Trần Thế Hào ở bên cạnh lên tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ông cũng không biết Chu Dương đang nghĩ gì trong đầu. Ông còn tưởng Chu Dương vẫn đang nghĩ chuyện anh xin lỗi khi nãy. Nói xong, Trần Thế Hào đi về đứng bên cạnh Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc. Họ cùng nhìn Chu Dương. Được rồi, chồng à, anh không cần nghĩ nhiều, anh là thiếu gia chủ của Chu gia, chê y thế giới có biết bao con mắt nhìn anh chằm chằm, anh không thể để lộ ra vẻ mờ mịt y gờ lung như vậy. Tạ Linh Ngọc đi tới khoác tay Chu Dương. Thiếu gia chủ Chu gia, Chu Dương ngẩng đầu, giọng hơi khàn, thân phận này có quan trọng đến vậy không? Tạ Linh Ngọc hơi sững sờ, không hiểu sao Chu Dương có phản ứng như thế. Nhưng cô đáp lại theo bản năng, dĩ nhiên rất quan trọng. Nhất cử nhất động của anh, là đại diện cho cả Chu gia. Tài sản Chu gia lên đến 100 tỷ, có mối quan hệ mật thiết với nhiều người. Nếu vì sai sót của anh khiến Chu gia bị sỉ nhục, thì sẽ gây ảnh hưởng đến sản nghiệp Chu gia, lúc đó khiến bao người mất mạng trong cuộc chiến này chứ. Tạ Linh Ngọc trầm giọng trả lời. Là người hiểu rõ Chu Dương nhất, nên cô nhìn thấu cách suy nghĩ trong nội tâm Chu Dương. Vì thân phận của mình mà khiến thái độ những người xung quanh thay đổi. Chu Dương rất ghét điều này, càng ghét thân phận của mình hơn. Bây giờ cô muốn đi sâu vào nội tâm của anh. Để nói với Chu Dương rằng, chuyện này xảy ra cũng chỉ là bất đắc dĩ. Song mọi hành động của anh đều có ảnh hưởng sống còn đến rất nhiều người. Cho dù không cân nhắc vì bản thân anh, bọn họ vẫn phải tuân theo quy tắc xử sự của các gia tộc siêu lớn mạnh. Thẩm Bích Quân nói theo, đúng thế anh yêu à, chuyện này là vậy, anh cũng nhớ lại xem, từ lúc bắt đầu đến khi bước tới vị trí hôm nay, đều là nỗ lực của anh giành được từng chút một. Đến vị trí này. Chúng ta không thể ngã xuống nữa, vì chúng ta phải gánh trách nhiệm chê y vai. Ngã xuống là nhà tan cửa nát, vô số người dân bị chôn vùi, anh đồng ý để chuyện này xảy ra sao? Thiếu gia, cậu là người mạnh mẽ, một hoàng đế võ giả, cậu phải chấp nhận những thứ này là sự thật. Chỉ có hèn nhát mới chọn cách trốn tránh, người mạnh mẽ trước giờ đều chọn đối mặt. Đây cũng thứ mà một hoàng đế võ giả nên có, được gọi là trái tim của hoàng đế võ giả. Trần Thế Hào nói theo. Đây là ba người có ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình anh trưởng thành. Lúc này họ đứng cùng một phe, thay nhau nhồi nhét một đạo lý vào đầu anh. Là kẻ mạnh, là hoàng đế võ giả, nhất định phải có trái tim của hoàng đế võ giả. Trái tim của hoàng đế võ giả có thể thản nhiên đối mặt mọi chuyện, thư thái chấp nhận mọi tình huống.
Bây giờ mọi chuyện phát sinh là vì Chu Dương quá mạnh, trách nhiệm gánh trên y vai quá lớn, nên anh nhất định phải hy sinh bản thân tự trở thành gánh nặng. Trần Thế Hào còn nói, tổng quát theo lịch sử, thì vị hoàng đế kia không phải cũng như vậy sao? Những vị hoàng đế chỉ tham lam hưởng lạc, sau đó khiến đất nước tàn lụi, vậy thì vị quân vương đó không phải kẻ mạnh. Những giọng nói này vang lên trong đầu Chu Dương, anh cảm thấy trong não mình đang vô cùng ầm ĩ, loạn hết cả lên. Cuối cùng anh chẳng nghe rõ nổi gì nữa. Chỉ có một âm thanh cuối cùng vang lên từ tiếng lòng anh. Đừng, đừng chấp nhận. Đừng chấp nhận, mọi thứ đều là giả. Một người mạnh mẽ thật sự, phải lắng nghe con tim mình. Trách nhiệm bọn họ nói, thật ra cũng chỉ là một kiểu thỏa hiệp khác thôi. Tại sao anh phải gánh trách nhiệm lên vai, mà không thể trở về làm chính mình? Tại sao hành động của anh bị nhiều người chú ý, đến mức anh phải mặc một lớp ngụy trang lên? Nếu vậy thì mạnh mẽ ở chỗ nào? Kẻ mạnh, có thể thản nhiên đối mặt với mọi thứ. Nếu có âm mưu quỷ kế gì, chắc chắn sẽ dùng thực lực của chính mình để lấn át lại. Chương 924, Trái tim Hoàng đế. Đây mới là người có sức mạnh chân chính. Nếu như một người quay lưng với bản thân, từ bỏ hoàn toàn con đường mình muốn đi, thì đâu phải là người có sức mạnh. Trong mắt Chu Dương, bây giờ bản thân mới là kẻ nhu nhược. Con người mà Trần Thế Hào, Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc hy vọng, mới là kẻ nhu nhược. Anh không chú ý, khi anh có suy nghĩ này trong đầu, mọi thứ xung quanh dần trở nên hư ảo. Sắc mặt của nhóm người giảng đạo xung quanh anh, lộ biểu cảm kinh hãi. Cút đi, Chu Dương giận dữ gầm gừ. Suy nghĩ trong đầu như muốn xé nát ý thức của anh. Cùng với sự xôn xao của nhóm người vây quanh, Chu Dương cảm thấy mình như đang ở trong địa ngục. Cuối cùng, chọn lựa ra sao? Gương mặt Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân ở bên cạnh lộ rõ vẻ sợ hãi, sau đó nhìn nhau, Tạ Linh Ngọc chậm rãi gật đầu. Chồng ơi, anh sao vậy, anh không sao chứ, Tạ Linh Ngọc dịu dàng nói, từ từ ôm lấy đầu của Chu Dương. Một hơi thở nhẹ nhàng truyền đến, Chu Dương bất ngờ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Những suy nghĩ không chịu thua trong đầu, dần lắng xuống. Chồng, anh vẫn ổn chứ, Tạ Linh Ngọc nâng đầu của Chu Dương lên. Nhìn thẳng vào mắt của anh nói, bộ dạng khi nãy của anh thật đáng sợ, anh thấy khó chịu ở đâu sao? Chu Dương hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn vào mắt của Tạ Linh Ngọc, tỉnh táo lại. Anh không sao, Chu Dương khẽ nói. Bầu không khí ngột ngạt. Thẩm Bích Quân liếc nhìn Tạ Linh Ngọc khẽ gật đầu. Anh yêu, vậy khi nào chúng ta đi đến Chu gia? Quên những chuyện không vui vừa nãy đi. Cứ coi như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì. Điều quan trọng nhất bây giờ là quay về Chu gia, thành thật mà nói, em và chị Linh Ngọc chưa từng đến Chu gia. Thẩm Bích Quân kéo cánh tay của Chu Dương, nói với vẻ mặt làm nũng. Chu Dương lặng lẽ nhìn Thẩm Bích Quân, không nói gì. Đúng vậy, chồng, em cũng chưa từng đến Chu gia, lần này anh nói anh phải quay về Chu gia, nhất định phải đưa bọn em đi cùng đấy. Với tư cách là con dâu của Chu gia, em lại không biết gia tộc chồng mình ở đâu. Tạ Linh Ngọc nhẹ nhàng nói, chúng ta hãy quên những chuyện vừa mới xảy ra khi nãy đi. Trần Thế Hào cũng bước đến, thiếu gia, tình trạng bây giờ của cậu rất có khả năng là rối loạn cảm xúc do mất trí nhớ, chuyện này rất bình thường. Bất kể là ai, lúc phát hiện ký ức của bản thân đột nhiên mất đi một phần, chắc chắn sẽ hoang mang không rõ làm sao, không có gì lạ nếu xuất hiện rối loạn cảm xúc. Bây giờ, điều cậu cần làm là duy trì trạng thái bình thường, cố gắng cân bằng cảm xúc của mình, về chuyện cậu không thể chấp nhận được thân phận của mình, tạm thời chẳng sao cả, chúng ta có thể từ từ giải quyết. Rồi cũng có một ngày, cậu sẽ nhận ra những điều này đều là thật, cậu sẽ chấp nhận thân phận của mình, đồng thời trở thành một người có thực lực mạnh mẽ, dù sao từ xưa đến nay, người có thực lực lớn mạnh đều tồn tại như vậy. Những gì Trần Thế Hào nói dường như rất có lý. Nếu như nói Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân chỉ đơn thuần dùng lời nói dịu dàng an ủi Chu Dương, vậy thì lời của Trần Thế Hào giống như một mũi thuốc trợ tim, nói với Chu Dương những sự thật được mọi người công nhận. Từ xưa đến nay, người có thực lực mạnh mẽ, đều tồn tại như vậy. Cậu nhìn những hoàng đế kia có được xem là người có thực lực mạnh mẽ không? Nhưng bọn họ cũng tồn tại giống vậy, vẫn đeo một chiếc mặt nạ che y mặt.
những người bên cạnh bọn họ cũng phải cẩn thận từng ly từng tí như đi chê y lớp băng mỏng, vì đây là cách tồn tại của người có thực lực mạnh mẽ. Nói cách khác, đây là cách tồn tại của hoàng đế võ giả. Hoàng đế võ giả phải sống vì mọi người, phải mất đi bản thân. Giọng nói của Trần Thế Hào đầy cảm xúc, hơn nữa rất có đạo lý. Còn vẻ mặt của Chu Dương không chút biểu cảm. Anh im lặng nhìn Trần Thế Hào nói xong, sau đó lại nhìn sang khuôn mặt mong đợi của Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc ở bên cạnh. Cảm ơn. Đột nhiên, Chu Dương mở lời, chỉ có hai chữ nhẹ nhàng, đầy khó hiểu. Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân nhìn nhau, rõ ràng không hiểu tại sao Chu Dương lại nói vậy. Chồng, anh đang nói gì vậy? Tạ Linh Ngọc hỏi với vẻ mơ màng. Thế nhưng Chu Dương biết rất rõ mình đang nói gì. Cảm ơn mọi người, mặc dù tôi biết mọi người không có thật. Cho dù tôi biết sự tồn tại của mọi người là để tôi đánh mất chính mình, nhưng tôi vẫn cảm ơn mọi người. Nhờ có mọi người mà cuối cùng tôi đã biết mình muốn theo đuổi điều gì, nhờ có mọi người nên cuối cùng tôi mới hiểu cái gì gọi là người có sức mạnh thật sự. Lúc Chu Dương nói xong, sắc mặt của Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc và Trần Thế Hào đều thay đổi đột ngột. Tạ Linh Ngọc chỉ vào mũi của Chu Dương, hỏi với vẻ mặt kinh hãi, lẽ nào, anh đã nhìn ra rồi? Không, điều này không thể. Cơ thể của Tạ Linh Ngọc bắt đầu mờ đi, cô ấy cất giọng sắc bén, định vật lộn bắt lấy thứ gì ngăn mình không biến mất. Nhưng sự vật lộn của cô rõ ràng là vô ích, cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt oán tránh nhìn chằm chằm vào Chu Dương. Tương tự với Thẩm Bích Quân và Trần Thế Hào. Lúc Chu Dương nói bọn họ không hề thật sự tồn tại, cơ thể của bọn họ dần dần mờ đi. Bọn họ giống như Thẩm Bích Quân cố gắng vùng vẫy, tất nhiên, kết quả là như nhau, cũng không có tác dụng gì. Hình ảnh trước mắt mờ ảo đến cực độ, sau đó biến thành bóng tối, ý thức của Chu Dương cũng dần dần mất đi, cuối cùng chìm vào trong bóng đen mãi mãi. Anh không biết lúc nào mình sẽ tỉnh lại. Chỉ là khi tỉnh lại, anh nhận ra mình đang ở trong môi trường tăm tối. Dưới tay là những hòn đá ẩm ướt và cứng cáp, hơn nữa còn ngổn ngang. Chu Dương nhìn xung quanh, con người giãn ra, anh chậm rãi thích ứng với môi trường tối tăm này, cũng có thể nhìn rõ sơ lược những gì đang diễn ra xung quanh. Đây là một hang động khá nguyên sơ, dường như chưa có ai đặt chân đến đây. Chu Dương lắc đầu, không vội vàng đưa ra quyết định tiếp theo mà ngồi xếp bằng tại chỗ, hồi tưởng cẩn thận ảo ảnh lúc trước một lần nữa. Bây giờ, anh bình tĩnh khác thường, tĩnh lặng như nước, cho dù lúc nhớ lại vẻ mặt suy sụp của Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc, trong lòng cũng không một chút gợn sóng. Vì anh biết những điều đó đều là giả. Bản thân thật sự rơi thẳng vào ảo ảnh, khi theo băng nguyệt đến hang động này. Anh không hề mất trí nhớ, anh nhớ tất cả mọi chuyện, chỉ là những chuyện xảy ra khi nãy đều là ảo ảnh thôi, đối với Chu Dương mà nói, chỉ là một giấc mộng. Về lại dòng thời gian thật. Để tìm cách đối phó với hoàng đế võ giả, tìm đến ngọn thánh sơn này, gặp băng nguyệt vì muốn anh mạnh hơn, mới đưa anh đến hang động đầy nắng và hoa cỏ. Chương 925, trái tim tĩnh lặng. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thực lúc đó anh đã xuất hiện ảo giác. Cái hang động đầy nắng và hoa cỏ thật sự không tồn tại, hoặc là, cái hang động mà anh đang ở, không có ánh sáng và hoa cỏ gì. Anh đã hôn mê bao lâu? Chu Dương không biết, băng nguyệt cũng không ở bên cạnh, theo lý mà nói, ba tông sư võ giả của nhánh phụ Hứa gia và Ngưu Xuyên chắc hẳn vẫn đợi anh ở bên ngoài hang động. Sau khi nhớ lại toàn bộ quá trình, cũng không thấy có dấu tích gì, anh đứng dậy đi ra ngoài. Quả nhiên phải đi qua một cái hang động giống như phòng ngủ. Chu Dương ở trong hang động một khoảng thời gian, yên lặng quan sát từng không gian bên trong hang động. Tất cả đều giống như lúc trước anh đi qua đây. Chỉ là, bức ảnh không thấy nữa. Bức ảnh rõ ràng anh chưa từng nhìn thấy, lại cảm thấy bức ảnh quen thuộc một cách kỳ lạ đã biến mất. Chu Dương dừng lại, bước đến bên giường, cẩn thận gấp cái chăn lộn xộn sang một bên, sau đó rời khỏi hang động như phòng ngủ này mà không nhìn lại. Anh biết, ngọn núi Thánh Sơn này còn ẩn chứa những bí mật liên quan đến mình, nhưng bây giờ anh lại không thể tiếp cận nó. Người phụ nữ đó, nói cách khác mẹ của băng nguyệt. Rốt cuộc là ai? Chu Dương cũng không biết, nhưng anh biết, người phụ nữ đó chắc chắn có liên quan tới mình. Tất cả những chuyện xảy ra hôm nay, có lẽ được an bài bởi ai đó từ nhiều năm trước.
đó là một loại sức mạnh mà anh chưa thể chạm tới trong đời. Bây giờ Chu Dương mạnh cỡ nào? Bản thân Chu Dương cũng không biết, nhưng anh rất rõ một điểm. Anh đã có trái tim hoàng đế. Đây là một loại tự tin tuyệt đối, đột nhiên anh hiểu rõ được hàm nghĩa của hoàng đế võ giả. Anh không biết bây giờ mình có được xem là hoàng đế võ giả không, nhưng lúc đối diện với hoàng đế võ giả, anh chắc chắn sẽ có sức mạnh chiến đấu. Chu Dương rời khỏi căn phòng ngủ, đi ra hang động ngoài cùng. Quả nhiên Ngưu Xuyên và ba tông sư võ giả của Hứa gia còn ở đó. Chỉ là, bây giờ bọn họ trông có vẻ hơi thảm hại. Để mọi người phải đợi lâu rồi, Chu Dương khẽ cười nói. Chết tiệt, anh Dương, Ngưu Xuyên là người nhảy dựng lên đầu tiên nhìn Chu Dương, anh đã ra rồi. Anh vào đó làm gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Ngưu Xuyên rất quan tâm, hỏi. Chu Dương cảm động, Ngưu Xuyên trước mặt mới là Ngưu Xuyên thật sự. Đó là người anh em tốt bằng xương bằng thịt trong ấn tượng của anh. Không có gì, chỉ là thử nghiệm thôi, Chu Dương lãnh đạm nói. Nghĩ lại cẩn thận, ảo ảnh đó có lẽ là một cuộc thử thách, anh phải đánh bại con quỷ trong con người mình. Cho nên anh nói là một thử nghiệm cũng không có gì không thỏa đáng. Thế nhưng Ngưu Xuyên và nhóm người Hứa Thiên Long nghe thấy vậy lại rất tò mò. Thử nghiệm, thật sự có thử nghiệm sao? Là thử thách thế nào? Đúng rồi, cô bé đi vào cùng anh đâu? Mọi người xôn xao hỏi. Chu Dương khẽ cười, trả lời từng câu hỏi một, thật sự là thử nghiệm, đại khái là một thứ đồ như ảo ảnh. Còn băng nguyệt mà mọi người nói, tôi cũng không biết cô bé đi đâu rồi. Lúc nói câu này, sắc mặt của Chu Dương hơi u ám. Vì anh biết, có khả năng băng nguyệt không có mặt chê y đời. Trước đây Chu Dương cũng cảm thấy kỳ lạ, băng nguyệt hoàn toàn không giống như một cô bé bình thường. Sức mạnh phi thường, cho dù một hoàng đế võ giả 7-8 tuổi, bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ cũng chắc chắn không đạt đến trình độ này. Cộng thêm tính cách kỳ quái của cô bé. Lúc Chu Dương nói mình muốn trở nên mạnh hơn, tính cách của băng nguyệt hoàn toàn thay đổi thành người máy chạy theo lịch trình. Bây giờ nghĩ lại, băng nguyệt giống như là một nhân vật được tạo ra từ linh lực của ai đó. Mà ý nghĩa tồn tại của cô bé chính là chờ đợi sự xuất hiện của Chu Dương. Bây giờ Chu Dương đã qua thử nghiệm, có trái tim hoàng đế. Theo lý mà nói, trận chiến không chỉ là chiến đấu tâm lý, anh chỉ có trái tim hoàng đế, tâm lý của anh có vững vàng đến đâu cũng có thể bị đánh bại. Nhưng sự việc lại không như vậy, Chu Dương trải qua cuộc thử nghiệm, cảm nhận rõ ràng cơ thể của mình có những thay đổi kinh thiên động địa. Đơn giản giống như thay da đổi thịt. Anh tự tin bản thân hoàn toàn có năng lực chiến đấu với hoàng đế võ giả. Anh nghi ngờ là năng lượng trong cơ thể băng nguyệt truyền cho anh, cho nên anh mới có sức mạnh như bây giờ. Mà cơ thể của băng nguyệt là một tập hợp năng lượng, bây giờ mất đi năng lượng, đương nhiên sẽ không tồn tại chê y đời nữa. Đương nhiên, những điều này đều do Chu Dương suy đoán mà thôi. Nhóm người Hứa Thiên Long không chú ý đến băng nguyệt. Cho nên lúc bọn họ nghe băng nguyệt không biết đã đi đâu, cũng không quan tâm lắm, mà chỉ quan tâm một vấn đề khác. Nghe nói Thánh Sơn này có cách đánh bại hoàng đế võ giả, bây giờ anh cũng trải qua thử thách, thế nào, tìm ra cách đánh bại hoàng đế võ giả chưa? Ánh mắt Hứa Thiên Long lóe lên một tia thèm khát. Đó là cách có thể đánh bại hoàng đế võ giả. Nếu có cách này, nhánh phụ Hứa gia của họ không lo không thể vùng dậy. Ông ta căn bản không ngờ rằng, bây giờ Chu Dương đã trở thành hoàng đế võ giả. Theo ông ta thấy, tình huống này căn bản không có khả năng. Bình thản nói, cũng coi như đã tìm thấy. Hả, mau nói đi, đó là cách nào? Ánh mắt của Hứa Thiên Long đột nhiên sáng lên. Lại thật sự có cách như vậy. Ông ta nhìn Chu Dương với ánh mắt đầy ác ý. Bây giờ ngọn núi Thánh Sơn này căn bản không thể tiếp cận với bên ngoài, chỉ có 5 người bọn họ thôi. Trong đó ba tông sư võ giả đều thuộc về nhóm người Hứa gia. Còn bên Chu Dương, chỉ có một mình Ngưu Xuyên là tông sư võ giả, thực lực của Chu Dương có vẻ không đáng kể. Nếu Chu Dương thật sự tìm ra cách đánh bại hoàng đế võ giả, vậy thì ông ta không ngại giết thẳng Chu Dương ở đây. Mặc dù bây giờ nhánh phụ của Hứa gia vẫn là đồng minh của Chu Dương. Nhưng nếu chê y đời thật sự có cách đánh bại hoàng đế võ giả, còn cần đồng minh này làm gì? Hứa Thiên Long thậm chí không thèm che giấu,
có thể thấy rõ sự tham lam trong mắt của ông ta. Không có gì phải che giấu, cho dù lộ ra cũng không thành vấn đề, dù sao hai người Ngưu Xuyên và Chu Dương, hoàn toàn không phải là đối thủ của họ. Đối diện với thái độ điên cuồng như vậy, Chu Dương đương nhiên nhìn ra suy nghĩ của ông ta. Thế nhưng anh vẫn tỏ ra không sao cả. Bây giờ anh thật sự đã có cách đánh bại hoàng đế võ giả, nhưng Hứa Thiên Long không thể cướp được cách này đi. Cách có thể đánh bại hoàng đế võ giả, chính là tôi, Chu Dương chỉ vào mũi mình nói. Hứa Thiên Long sững sờ, nhanh chóng phản ứng lại, nhóc con, cậu trêu tôi sao? Chương 926, thử xem bản lĩnh. Phản ứng đầu tiên của Hứa Thiên Long chính là Chu Dương đang nói nhảm. Đây rõ ràng là nói nhảm mà. Chu Dương là cái thá gì? Một nhân vật không được coi là tông sư võ giả lại có thể đánh bại tông sư võ giả. Lúc này Hứa Thiên Long cảm thấy cách có thể đánh bại hoàng đế võ giả nhất định phải là pháp khí hoặc là một thứ vũ khí dạng như thế. Cho dù đánh chết ông ta cũng không ngờ được cách đó chính là biến Chu Dương trở thành tông sư võ giả. Nhóc con, nếu như trong lúc thử nghiệm cậu đã có được thứ gì, tôi khuyên cậu tốt nhất hãy thành thật mà giao ra đây. Vẻ mặt Hứa Thiên Long không mấy thiện cảm, nói, bất kể cách đó là vũ khí hay pháp khí, đương nhiên người sử dụng nó nhất định phải là một người có cảnh giới gần đạt tới hoàng đế võ giả, chứ không phải là người bình thường, không phải là tông sư võ giả như cậu. Kẻ thù chung của chúng ta là nhánh chính Hứa gia, vì vậy cậu giao thứ đó ra đây, chúng tôi nhất định không để cậu thiệt thòi. Chu Dương mỉm cười. Anh cười sự vô liêm sỉ của Hứa Thiên Long. Gần đạt tới cảnh giới của hoàng đế võ giả, không phải là Ngưu Xuyên sao? Nếu như thật sự có thứ đó, tôi nhất định sẽ giao nó cho Ngưu Xuyên chứ không phải giao cho các ông, đúng không nào? Đối mặt với sự thờ ơ của Chu Dương, Hứa Thiên Long cười khinh thường. Ông ta cười bởi vì ông ta cảm thấy Chu Dương thật ngu xuẩn. Cậu nhóc, cuối cùng cậu cũng chịu nói thật rồi đúng không? Quả nhiên ở trong ảo ảnh cậu đã có được thứ gì đó. Vậy thì không còn gì để nói nữa rồi, giao thứ đó ra, rồi tôi sẽ thả cho các cậu xuống núi. Nếu như không giao ra, vậy thì e là các cậu không thể rời khỏi Thánh Sơn được nữa. Nếu như đã xác định được Chu Dương đã có được thứ gì đó, Hứa Thiên Long cũng tháo bỏ hết tất cả ngụy trang của bản thân xuống, đối mặt thực sự với Chu Dương. Ông ta không nói thêm bất cứ đạo lý nào với Chu Dương mà đưa ra cho Chu Dương hai lựa chọn. Một là giao đồ ra cậu có thể sống. Hai là không giao đồ ra thì sẽ phải chết, sau đó ông ta sẽ lấy đồ rồi rời đi. Chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên cho dù Chu Dương có giao đồ ra thì ông ta cũng sẽ giết anh. Bởi vì đơn giản ông ta đã đắc tội với Chu Dương, giữa hai người đã trở thành kẻ thù, không thể còn bất cứ sự tin tưởng lẫn nhau nào giống như trước kia. Hơn nữa một khi Hứa Thiên Long lấy được đồ thì sự tồn tại của Chu Dương cũng không còn giá trị nữa. Nếu đã như vậy, thì tại sao ông ta còn cần giữ lại Chu Dương? Ông ta không sợ Chu Dương không đưa ra bởi vì ông ta đã dự định sẽ cướp đoạt. Anh Dương cẩn thận, theo bản năng, Ngưu Xuyên đứng ra trước mặt Chu Dương để bảo vệ anh. Đồng thời cậu ấy nhìn chằm chằm vào Hứa Thiên Long, lão già, ông cũng quá vô liêm sỉ rồi đấy. Thứ này là anh Dương thông qua thử nghiệm mới lấy được, chứ không phải các ông lấy được nó, bây giờ ông vội vàng muốn lấy thứ này để làm gì. Giống như ông nói, chúng ta là đồng minh, chỉ cần anh Dương lấy ra đồ vật có thể đánh bại được hoàng đế võ giả, chuyện này cũng là chuyện tốt với nhánh phụ Hứa gia, tại sao cứ phải gây sự đến mức trở mặt thành kẻ thù. Ngưu Xuyên thật thà, còn muốn khuyên nhủ Hứa Thiên Long. Nhưng làm như thế rõ ràng không có ý nghĩa gì. Hứa Thiên Long cười khinh bỉ một tiếng, đừng phí lời nữa, cứ nói thẳng ra các cậu có lấy thứ đó ra không. Ông đừng mơ, Ngưu Xuyên quyết liệt bảo vệ ở phía trước của Chu Dương, dáng vẻ coi thường không sợ chết. Chu Dương cảm thấy ấm áp, giơ tay ra đẩy cậu ấy qua một bên. Bản thân anh đối mặt trực diện với ba tông sư võ giả của Hứa gia, đường đường chính chính nói, tôi đã nói rồi, tôi không lấy được gì cả. Nếu như các ông không tin, thì qua đây lấy đi. Đương nhiên, trước tiên các ông phải có bản lĩnh này đã. Giọng điệu của Chu Dương đầy sự bá đạo, Ngưu Xuyên ở bên cạnh cũng hoang mang. Đương nhiên cậy ấy không hề nghĩ tới việc Chu Dương là hoàng đế võ giả. Một hoàng đế võ giả khí thế tràn đầy, lực uy hiếp yêu ta trời sinh. Đối mặt với áp lực này,
đám người Hứa Thiên Long cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng bọn họ cũng chỉ coi đây là một hiệu ứng tâm lý, chứ không phải là sức mạnh của Chu Dương đã đạt được đến mức nào. Được lắm, nhóc con, nếu như cậu đã tự tìm đường chết, vậy chúng tôi sẽ giúp cho cậu. Hứa Thiên Long không chịu được sự uy hát yêu ta này, ông ta hừ một tiếng rồi ra đòn. Ông ta đường đường là một tông sư võ giả, hơn nữa còn là tông sư võ giả đỉnh cao, gần đạt tới cảnh giới hoàng đế võ giả, bây giờ lại bị khí thế của một người bình thường chèn ép. Điều này làm sao ông ta có thể nhẫn nhịn được? Vì vậy một khi ra tay nhất định phải là chiêu thức mạnh nhất. Hai tông sư võ giả còn lại của Hứa gia chưa ra tay. Theo suy nghĩ của bọn họ, Chu Dương chết chắc rồi. Một người không phải là tông sư võ giả, đối mặt với một đòn mạnh nhất của Hứa Thiên Long hoàn toàn không có khả năng có thể sống tiếp được. Phải biết rằng chiêu thức này của Hứa Thiên Long đã giết chết không biết bao nhiêu tông sư võ giả. Ngưu Xuyên kinh ngạc. Vừa rồi cậu ấy còn đang đắm chìm trong khí thế của Chu Dương nên chưa phản ứng lại. Bây giờ khi đã có phản ứng thì đã muộn. Cậu ấy không có cách nào đứng trước mặt ngăn đòn cho Chu Dương nữa. Chỉ có thể hét to một tiếng, anh Dương cẩn thận. Trong giọng nói tràn đầy sự không cam tâm và tức giận, lúc này Ngưu Xuyên cũng cảm thấy Chu Dương sẽ chết chắc. Tất cả đều tại cậu ấy. Nếu như cậu ấy không thất thần, ít nhất có thể giúp Chu Dương đỡ được cú đấm này. Lão già, cho dù tôi có liều cái mạng này cũng sẽ bắt ông phải chết, Ngưu Xuyên lớn tiếng giận dữ hét lên. Cậu ấy không thể thay Chu Dương ngăn chặn cú đấm này, vậy thì nhất định sẽ báo thù cho anh. Cho dù có phải trả giá bằng tính mạng. Ngưu Xuyên trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Biểu cảm chê y gương mặt của cậu ấy lập tức đông cứng lại. Ngay sau đó là sự kinh ngạc, không thể tin nổi. Thực tế không chỉ là cậu ấy, hai tông sư võ giả kia của Hứa gia cũng mang vẻ mặt như gặp phải quỷ. Còn Hứa Thiên Long cảm thấy bản thân nhất định xuất hiện ảo giác. Ông ta dồn hết sức lực đấm vào đầu của Chu Dương. Nhưng lại bị Chu Dương nhẹ nhàng nắm được nắm đấm. Cậu, không thể nào, Hứa Thiên Long lẩm bẩm nhìn Chu Dương. Đầu óc ông ta trống rỗng, dường như mất đi khả năng suy nghĩ. Cho dù có đánh chết ông ta cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi đã nói rồi, cách có thể đánh bại được hoàng đế võ giả, chính là bản thân tôi. Gương mặt Chu Dương bình tĩnh, không chút biểu cảm nói. Lời tôi đã nói, ông không tin đã đành, tại sao còn muốn lựa chọn ra tay với tôi? Chúng ta không phải đồng minh sao? Ánh mắt của Chu Dương lãnh đạm nhìn Hứa Thiên Long hỏi. Cuối cùng Hứa Thiên Long cũng đã có phản ứng, vội vàng nhìn hai người ở phía sau mình, nhanh tới đây giúp đỡ. Cứu tôi! Hai người kia bối rối. Tiềm thức nói cho bọn họ Chu Dương là một tên phế vật vô dụng. Nhưng sự thật trước mắt chứng tỏ thực lực của Chu Dương thâm sâu khó lường. Nhìn thấy hai người kia không muốn giúp đỡ, Hứa Thiên Long cũng hiểu ra tình cảnh lúc này của mình, lập tức bắt đầu xin lỗi Chu Dương. Xin lỗi cậu, chúng ta xem như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì nhé. Chương 927, tôi chính là đạo lý. Hứa Thiên Long thấy đánh không lại Chu Dương nên lập tức nói xin lỗi. Mặc dù hành động này rất vô liêm sỉ nhưng cũng xem như mau lẹ dứt khoát. Chu Dương buồn cười nhìn Hứa Thiên Long, coi như chưa xảy ra chuyện gì sao. Giả sử bây giờ thực lực của tôi không bằng ông, người chiếm ưu thế là ông có thể dễ dàng tha cho tôi vậy sao? Câu trả lời chắc chắn là không. Bởi vì ngay khi bắt đầu ra tay, Hứa Thiên Long đã mang theo quyết tâm muốn giết chết Chu Dương. Chu Dương không hề khiêu khích ông ta chỉ vì khát vọng cá nhân mà muốn giết chết anh, bây giờ thấy không đánh lại anh liền muốn giảng hòa. Bảo Chu Dương coi như không có chuyện gì xảy ra. Như vậy chẳng phải là chuyện tốt lành gì cũng để ông ta chiếm hết hay sao? Do đó, đối mặt với yêu cầu vô lý như vậy, sự đáp lại của Chu Dương chỉ là nụ cười khinh bỉ. Nghe thấy câu hỏi ngược lại của Chu Dương, Hứa Thiên Long nhíu mày. Mặc dù ông ta kinh ngạc về thực lực của Chu Dương, nhưng ông ta cũng không cảm thấy Chu Dương sẽ thực sự dám giết ông ta. Nếu không cậu muốn như thế nào, bây giờ tôi đã quyết định bỏ qua cho cậu, cậu còn nhất quyết không chịu buông, lẽ nào cậu còn muốn giết tôi sao? Hứa Thiên Long khinh thường nói. Nực cười, ông ta là tông sư võ giả mạnh nhất trong nhánh phụ của Hứa gia.
được mệnh danh là trụ cột của nhánh phụ Hứa gia cũng không phải nói quá. Nếu như Chu Dương thực sự dám giết ông ta, vậy chẳng khác gì tuyên chiến với nhánh phụ của Hứa gia. Bây giờ kẻ thù của Chu Dương còn ít sao? Thù hận thâm sâu với nhánh chính của Hứa gia tộc hạng nhất Tôn gia và gia tộc hạng ba Đinh gia đang nhìn chằm chằm Chu Dương như hổ đói. Mà Chu Dương có thực lực gì chứ? Anh chẳng có cái thá gì cả. Hình như cũng không đúng lắm, bây giờ thực lực của Chu Dương dường như đã lớn mạnh hơn, anh có thể dùng một tay nhấc tông sư võ giả mạnh nhất như ông ta lên và đánh như thế. Trước kia, quả thật Chu Dương chẳng là cái thá gì, cùng lắm cũng chỉ có một tông sư võ giả là Ngưu Xuyên sẵn lòng ở bên cạnh bảo vệ. Những thế lực còn lại, ví dụ như 4 tông sư võ giả của Tô gia, hoặc là hơn 20 tông sư võ giả của nhánh phụ Hứa gia, đều chỉ là đồng minh của Chu Dương mà thôi, hoàn toàn không thể coi là thực lực của bản thân Chu Dương. Trong tình hình này, Hứa Thiên Long hoàn toàn không tin Chu Dương dám ra tay với ông ta. Nguyên nhân rất đơn giản, vốn dĩ thực lực của Chu Dương hầu hết đều chỉ dựa vào nhánh phụ Hứa gia chống lưng. Nếu như giết chết Hứa Thiên Long, sau khi Chu Dương và nhánh phụ Hứa gia trở mặt thành kẻ thù, anh không chỉ mất đi sự ủng hộ của nhánh phụ Hứa gia, hơn nữa sẽ có thêm một kẻ thù lớn, đến lúc đó cho dù là Tô gia e rằng cũng sẽ không dám đứng về phía của Chu Dương. Nói cách khác, nếu như Chu Dương dám giết Hứa Thiên Long, anh sẽ lập tức trở thành một người cô độc. Cả thành phố Đông Hải này, tất cả các thế lực sẽ trở thành kẻ thù của anh. Hơn 20 tông sư võ giả trong nhánh chính Hứa gia, trong đó có thể còn có một hoàng đế võ giả. Hơn 20 tông sư võ giả của nhánh phụ Hứa gia. 4 tông sư võ giả của Tô gia. 6 tông sư võ giả của Tôn gia. 2 tông sư võ giả của Đinh gia. Vốn dĩ trong số những người này có gần một nửa lực lượng là đồng minh của anh. Một khi giết Hứa Thiên Long, những lực lượng này sẽ trở thành kẻ địch của Chu Dương. Hứa Thiên Long không tin Chu Dương dám làm như thế. 2 tông sư võ giả khác của Hứa gia cũng nghĩ thế, trong ánh mắt nhìn Chu Dương ẩn giấu ý cảnh cáo. Chu tiên sinh, chúng ta là đồng minh, hy vọng cậu có thể ghi nhớ điểm này. Lần này mặc dù trưởng lão của chúng tôi có lỗi trước nhưng ông ấy cũng đã xin lỗi cậu rồi, vẫn mong cậu có thể rộng lượng một chút. Đừng vì chút chuyện nhỏ mà làm ảnh hưởng đến đại cục. 2 tông sư võ giả kia đồng thanh nói. Mặc dù muốn Chu Dương tha cho Hứa Thiên Long, nhưng trong giọng điệu của bọn họ không hề có ý cầu xin, mà ngược lại còn mơ hồ có ý uy hiếp ta. Ngưu Xuyên ở bên cạnh nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn Chu Dương. Mặc dù xét từ góc độ tình cảm, Hứa Thiên Long tấn công Chu Dương trước, Ngưu Xuyên đương nhiên hy vọng ông ta bị giết chết. Nhưng xét theo góc độ lý trí, cậu ấy cũng biết rằng không thể giết chết Hứa Thiên Long được. Vì vậy trong ánh mắt cậu ấy nhìn Chu Dương tràn đầy sự căng thẳng. Chỉ có Chu Dương vẫn luôn giữ bộ mặt không chút biểu cảm. Sau khi anh yên lặng nghe những người xung quanh nói xong, anh liền bật cười. Không sai, anh đã cười, hơn nữa còn cười rất thoải mái, giống như nghe thấy mấy câu chuyện nực cười. Các ông đều nói tôi không thể giết ông ta, hơn nữa còn lôi ra một đống lý do mà các ông tự mình nghĩ ra, nhưng các ông có nghĩ rằng, đó chỉ là lý do của các ông, hoàn toàn không liên quan gì đến tôi không? Nếu như tôi không muốn giết ông ta, vậy thì các ông không cần giải thích tôi cũng sẽ không ra tay. Nhưng nếu tôi muốn giết ông ta, đó cũng chỉ là chuyện của một cái vẫy tay mà thôi, căn bản không hề có những tình huống như các ông nói. Cho dù có thì có liên quan gì đến tôi, những gì tôi muốn làm đều chỉ là nghe theo trái tim tôi mà thôi. Chu Dương vô cùng bình tĩnh nói, nó tượng trưng cho trái tim hoàng đế võ giả mà anh có. Chịu sự uy hiếp ta, suy nghĩ đến đại cục. Không, không có chuyện đó đâu. Anh là hoàng đế võ giả, là hoàng đế tối cao, thứ anh muốn chỉ có thể thuận theo trái tim của anh mà thôi. Anh cho rằng Hứa Thiên Long phạm sai lầm phải xử chết, vậy thì anh sẽ giết chết ông ta. Còn về những uy hiếp ta mà bọn họ nói, Chu Dương hoàn toàn không quan tâm. Bởi vì anh không làm sai bất kỳ chuyện gì. Nếu anh không hề làm sai mà vẫn có người chủ động đến tìm anh gây sự. Vậy thì, nghiền nát đi. Cho dù ông có là nhánh chính nhánh phụ gì đó của Hứa gia, ông có bao nhiêu tông sư võ giả, hay thế lực của cả Đông Hải sẽ thù địch với tôi. Chỉ cần khiến tôi không vui, vậy thì tôi sẽ nghiền nát hết.
Đây chính là sự bá đạo của hoàng đế võ giả. Sự bá đạo của trái tim hoàng đế. Chu Dương rừng rừng quan sát tất cả mọi người, giọng nói bình tĩnh ẩn chứa sự uy nghiêm không dễ khiêu khích. Nghe đây, giết ông ta hay không, chỉ tùy vào tâm trạng của tôi mà thôi. Thực ra tôi hoàn toàn không có dự định giết ông ta, tôi hy vọng cho ông ta một cơ hội thay đổi. Nhưng bây giờ nhìn thái độ của các ông như vậy, đột nhiên tôi cảm thấy không cần thiết nữa. Chu Dương nhìn Hứa Thiên Long, nói cách khác, ông có thể chết rồi. Vẻ mặt của Hứa Thiên Long lộ ra sự kinh sợ. Lúc này ông ta cũng bắt đầu sợ hãi. Thằng danh, mày dám, ông ta vô thức uy hát yêu ta một câu. Nhưng phát hiện Chu Dương đã bắt đầu ra tay liền vội vàng cầu xin, không, đừng giết tôi. Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, xin cho tôi một cơ sửa đổi. Tôi là tông sư võ giả, tôi không muốn chết. Hứa Thiên Long đau khổ hét lên, nhưng đáng tiếc tiếng hét của ông ta hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì, Chu Dương đã đánh chết ông ta chỉ với một đòn. Mọi người đều kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Hai tông sư võ giả của Hứa gia sắc mặt tái mét nhìn Chu Dương, Chu tiên sinh, cậu làm như vậy là muốn tuyên chiến với nhánh phụ Hứa gia chúng tôi đúng không? Chương 928, thời gian dần trôi. Vốn dĩ nhánh chính Hứa gia và Chu Dương đã là kẻ thù của nhau. Giả sử hiện giờ Chu Dương tiếp tục tuyên chiến với nhánh phụ Hứa gia. Vậy anh sẽ phải đối mặt với một thế lực lớn mạnh thời xa xưa đầy đáng sợ. Một gia tộc ẩn giật thuộc thời kỳ đỉnh cao Hứa gia. Dù cho Chu Dương có là chi hoàng võ giả, nhưng khi đối diện với gia tộc có cấp bậc như vậy anh cũng không dám chắc phần thắng. Đương nhiên, nếu Chu Dương tuyên chiến với nhánh phụ Hứa gia, thì họ cũng không dễ chịu gì. Chắc chắn họ không phải là đối thủ của Chu Dương, nên giờ đây họ chỉ có thể quay về Hứa gia, nhờ cậy vào nhánh chính Hứa gia. Khi đó, họ phải kìm nén hận thù của trước kia lại. Quan trọng hơn, nếu họ bị Chu Dương đánh cho tới mức không còn nơi để về rồi mới quay lại nhánh chính Hứa gia, vậy thì chắc chắn người của nhánh chính Hứa gia sẽ hung hăng đày đọa họ. Dù sao mối thù giữa hai bên đã lên tới mức không thể hóa giải rồi. Cho nên hai tông sư võ giả của Hứa gia kia cũng rất do dự. Họ không muốn gây thù chuốc oán với Chu Dương, nhưng Chu Dương lại ở ngay trước mặt họ thẳng tay giết chết trưởng lão của họ. Hứa Thiên Long là tông sư võ giả mạnh nhất của nhánh phụ Hứa gia, đồng thời còn kiêm luôn chức trưởng lão vô cùng quan trọng. Đây cũng là vấn đề thể diện rất quan trọng với nhánh phụ Hứa gia. Chu Dương đã giết chết trưởng lão của họ mà họ vẫn tiếp tục hợp sức với Chu Dương, chuyện này nếu truyền ra ngoài, chắc chắn các thế lực trong thành phố Đông Hải đều sẽ cười nhạo họ. Tôi không có ý định tuyên chiến với các ông, do Hứa Thiên Long muốn giết tôi trước nên tôi mới giết ông ta. Còn việc nhánh phụ Hứa gia các ông có muốn báo thù hay không cũng không liên quan tới tôi. Chuyện tôi làm tôi không có gì phải hổ thẹn với lòng, nếu các ông muốn báo thù thì tôi cũng hoan nghênh. Còn nếu các ông cảm thấy chuyện này không phải lỗi của tôi thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục trở thành đồng minh. Mọi lựa chọn đều nằm trong tay các ông, còn tôi sao cũng được. Chu Dương bình thản nói. Đây là thái độ mà một chi hoàng võ giả cần có, dùng tâm thái đó để đối diện với mọi chuyện. Chỉ cần mọi chuyện tôi làm không hổ thẹn với lương tâm, các ông lựa chọn như nào cũng được. Muốn báo thù thì được thôi. Tôi cũng sẽ không nói lý với các ông là do Hứa Thiên Long động tới tôi trước hay gì nữa. Không cần lý do, các ông thích gây sự với tôi thì tôi chiều. Nói xong, Chu Dương quay lưng rời đi. Ngưu Xuyên theo sát phía sau anh, hai tông sư võ giả đó sau khi do dự một hồi cũng đã đi theo. Bốn người nhanh chóng rời khỏi Thánh Sơn, sau khi rời khỏi đó, họ cũng chẳng còn thấy ngọn núi lớn mà rõ ràng đã từng tồn tại trên y đời này đâu cả. Và dù có quay trở lại cũng chẳng thể tìm được vết tích của Thánh Sơn. Giống như Ngưu Xuyên đã nói, người đời đều biết chê y Thánh Sơn có cách đánh bại chi hoàng võ giả, nhưng thực tế chưa ai có được nó, thậm chí còn chưa một ai nhìn thấy Thánh Sơn. Thánh Sơn chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhóm Chu Dương có thể vào được Thánh Sơn là đều nhờ có Băng Nguyệt dẫn đường. Giờ đây Băng Nguyệt không còn nữa, dù họ có vừa ra khỏi Thánh Sơn thì cũng chẳng thể tìm được đường quay lại. Họ không còn vướng mắc gì ở đây nữa, chẳng mấy chốc họ đã tới thành phố Đông Hải. Không biết tình hình ở thành phố Đông Hải ra sao rồi, trong ánh mắt Chu Dương thoáng hiện chút bồn chồn.
Tuy đã là chi hoàng võ giả nhưng điều này không đồng nghĩa với việc anh sẽ không lo lắng. Anh chỉ là đang giữ vững ý định ban đầu của mình mà thôi, nhưng một khi động tới người anh quan tâm nhất thì anh cũng sẽ trở nên Kaiotasiết động. Khó nói đây, chúng ta đã đi được 2 tháng rồi, có xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian này thì cũng chẳng có gì lạ cả, vẻ mặt Ngưu Xuyên u ám. 2 tháng, Chu Dương hơi sửng sốt. Họ chỉ mất 1 ngày để tìm đường tới Thánh Sơn. Và rồi anh rơi vào ảo ảnh. Thoát khỏi ảo ảnh họ liền trở về thành phố Đông Hải ngay trong ngày. Cũng tức là, anh đã ở trong ảo ảnh 2 tháng. Phải đó, chẳng lẽ anh không biết sao, Ngưu Xuyên hơi kinh ngạc hỏi. Chu Dương lắc đầu cười gượng gạo. Anh chỉ ở có 3 ngày trong ảo ảnh thôi mà. Chẳng lẽ do anh hôn mê quá lâu sao? Sự thật chính là như vậy, để trở thành chi hoàng võ giả, ngoài trái tim của chi hoàng võ giả đã được tôi luyện ra, còn cần đến nguồn sức mạnh to lớn và thể lực cường tráng. Những thứ này Chu Dương đều chưa có. Băng Nguyệt vốn là tổ hợp của nguồn sức mạnh, hơn nữa còn là tổ hợp nguồn sức mạnh của một chi hoàng võ giả. Nguồn sức mạnh của chính cô bé đã hòa vào trong cơ thể của Chu Dương, và phải mất 2 tháng mới có thể hấp thụ hết nguồn sức mạnh to lớn này. Cho nên Chu Dương đã hôn mê mất 2 tháng, 2 tháng này cơ thể anh luôn có sự thay đổi, chỉ là anh không biết mà thôi. Phải đó anh Dương, nếu không phải do bọn em không thể vào hang động đó thì em đã xông vào cứu anh rồi, Ngưu Xuyên nói. Chu Dương đã vào trong đó tận 2 tháng, Ngưu Xuyên còn tưởng anh đã chết ở trong đó. Chẳng qua là do 4 tông sư võ giả họ đã cố hết sức mà vẫn không mở được hang động đó, nên họ đành phải đợi ở bên ngoài suốt 2 tháng. Chu Dương nghĩ ngợi một lúc, thảo nào lúc anh ra khỏi hang động, anh lại thấy bộ dạng nhếch nhác của Ngưu Xuyên và nhóm Hứa Thiên Long. Xem ra, 2 tháng nay họ đã phải chống chọi qua ngày bằng cách tìm đồ ăn trên y núi, hơn nữa còn không được tắm cho nên cả người mới nhếch nhác như vậy. Nếu đã qua 2 tháng, vậy mọi chuyện phức tạp rồi đây. Chu Dương hơi nhức đầu. Anh không ngờ lần đi này lại mất tận 2 tháng. Cũng không biết Hứa gia đã xuất đầu lộ diện chưa. Nếu Hứa gia xuất hiện, cũng chẳng biết nhóm người Hổ gia có ngăn chặn nổi không. Nghĩ tới đây, Chu Dương bỗng bước đi nhanh hơn. Chẳng mấy chốc họ đã tới thành phố Đông Hải, 2 tháng trôi qua, ngoài thời tiết trở nên ấm hơn thì thành phố cũng không thay đổi gì nhiều. Chỉ là có rất nhiều cô gái đi lại trên y đường đều mặc quần đùi và áo 2 dây ngắn cũn, để lộ ra đôi chân trắng nõn cùng dáng người quyến rũ. Anh Dương, chúng ta tới đâu trước? Ngưu Xuyên trầm giọng hỏi. Sau khi tới thành phố Đông Hải, Ngưu Xuyên lập tức đề cao cảnh giác. Rất có khả năng nơi này đã là địa bàn của Hứa gia. Họ phải cẩn thận chút. Tới chỗ Thẩm Bích Quân trước đi, Chu Dương thẳng thừng nói. Điều đó không có nghĩa là anh không quan tâm tới Tạ Linh Ngọc, mà chỉ là do bề ngoài mối quan hệ của họ không được thân thiết như thế. Tức là, dù Hứa gia có xuất đầu lộ diện, chưa hẳn sẽ ra tay với Tạ Linh Ngọc trước. Ngược lại sẽ là Thẩm Bích Quân, bởi anh đã sắp xếp đưa mẹ anh tới ở nhà Thẩm Bích Quân. Chương 929, Nguy hiểm. Nếu như Hứa gia đã điều tra ra tung tích mẹ mình, Chu Dương không cần nghĩ cũng biết bọn họ nhất định sẽ tấn công mẹ và Thẩm Bích Quân đầu tiên. Đến Chu Dương cũng không tưởng tượng nổi hậu quả ra sao. Nên anh quyết định, phải đến ngay biệt thự của Thẩm Bích Quân. 2 tông sư võ giả của Hứa gia sau khi vào Đông Hải, họ tách khỏi Chu Dương. Chu Dương đã giết chết Hứa Thiên Long, quan hệ đồng minh có duy trì được nữa không đã là một chuyện khác, bây giờ bọn họ cũng không cần thiết phải đi theo Chu Dương. Bọn họ phải đi báo cáo với nhánh phụ Hứa gia, sau đó để cho toàn bộ nhánh phụ quyết định. Chỉ còn lại 2 người Chu Dương và Ngưu Xuyên, họ nhanh chóng tới biệt thự của Thẩm Bích Quân. Vì chạy nhanh quá, nên quần áo trên y người họ rách dưới hết cả. Nhiều người trên y phố thấy cảnh này, 2 kẻ lang thang chạy như bay trên y đường, thậm chí còn nhanh hơn cả mấy chiếc siêu xe thể thao. Họ cứ ngỡ mình gặp ảo giác. Cái thứ gì mà vừa chạy vèo qua đấy? Mấy người có thấy 2 con chuột đen thui khổng lồ vọt qua không? Phía bên kia, Thẩm Bích Quân đang chăm sóc bà Chu trong biệt thự. Thời gian này có bà Chu ở cùng, Thẩm Bích Quân rất vui vẻ. Lúc ở Thẩm gia, cô chưa từng cảm nhận được sự ấm áp nào. Nhưng bên cạnh bà Chu, cô cảm nhận được tình thương của một người mẹ.
Vốn dĩ Chu Dương đưa bà Chu đến đây để nhờ cô chăm sóc. Nhưng khi bà Chu tới, ngày này bà cũng nấu cơm cho Thẩm Bích Quân, thậm chí còn giặt giúp những loại quần áo không hợp giặt máy. Mỗi ngày bà đều gọi Thẩm Bích Quân dậy, nhắc nhở những công việc cần làm. Như sống cùng mẹ đẻ vậy. Suốt 2 tháng, cô hoàn toàn coi bà Chu như mẹ ruột của mình. Mà bà Chu cũng thật lòng coi cô là con gái mình. Dù hai người không xưng nhau mẹ con, nhưng quan hệ vô cùng hòa hợp. Ví như, trước kia Thẩm Bích Quân không bao giờ xem tivi, vì một chủ tịch như cô thấy tivi chỉ là thứ gây lãng phí thời gian, chẳng có giá trị gì. Nhưng bà Chu thích xem. Nên giờ cô cũng thích xem tivi, chỉ cần có bà Chu ngồi cạnh, trong lòng cô đã thấy rất ấm áp, tựa như cảm nhận được hơi ấm gia đình. Tiểu Quân, cháu nhìn con Tinh Tinh kia xem, giống Chu Dương quá. Bà Chu chỉ một con Tinh Tinh trên TV. Xưng hô của bà cũng tự nhiên thành Tiểu Quân. Con Tinh Tinh trên TV đó, bộ dạng ngơ ngác đang ăn chuối tiêu. Thẩm Bích Quân sững sờ, trong lòng thầm nói Chu Dương đẹp trai như vậy, liên quan gì đến Tinh Tinh? Sao lại không giống được, cô nói cháu nghe, Chu Dương hồi nhỏ nghịch ngợm lắm, mà bộ dạng cũng ngốc nghếch giống hệt con Tinh Tinh này. Bà Chu vừa nói, vừa ngã lăn ra cười. Khóe miệng Thẩm Bích Quân cũng lộ ra nụ cười ra vẻ hiểu ý. Đúng là Chu Dương cũng có bộ dạng như vậy. Nghĩ đến đây, cô chợt tò mò, không biết trước đây Chu Dương là người như nào. Nhưng đột nhiên nhận ra 2 tháng rồi chưa có tin tức gì về anh, trong lòng cô lại trùng xuống. Bà Chu dường như nhìn thấu nỗi buồn của Thẩm Bích Quân, nhẹ giọng nói, Tiểu Quân yên tâm, thằng bé Chu Dương sẽ không sao đâu. Bà Chu mỉm cười nhìn Thẩm Bích Quân. Cô hơi sững sờ, cô rất lo lắng cho anh, nhưng tới giờ không chia sẻ nỗi lo này ra ngoài. Vì cô nghĩ bà Chu sẽ còn lo lắng hơn mình nữa. Tuổi bà Chu đã cao, nếu vì lo lắng cho Chu Dương mà sinh bệnh, thì đúng là mất nhiều hơn được. Nên cô một mực chôn giấu sự lo lắng tận đáy lòng. Nhưng không ngờ, bà Chu còn thư thái hơn mình, không hề có chút lo lắng nào. Tại sao, bà không phải là mẹ Chu Dương sao? Chẳng phải mẹ sẽ lo cho con trai nhất ư? Chẳng phải con đi ngàn dặm mẹ lo âu à? Thẩm Bích Quân thận trọng nhìn bà Chu, hỏi nhỏ, cô ơi, sao cô biết chắc anh ấy không gặp chuyện gì? Chỉ bằng việc nó là con trai cô thôi, còn cô là mẹ nó, bà Chu thản nhiên nói. Hơn nữa, bà nói còn rất tự tin. Sự tự tin này khiến Thẩm Bích Quân ngẩn cả người. Bà Chu nói tiếp, thằng bé thối tha đó, cái khác cô không chắc. Nhưng nó dám không đưa cô về nhà ư? Cô là mẹ ruột nó, sao nó lại bỏ mặc mẹ nó ở nhà cháu được? Còn chưa đưa cô về, nó chắc chắn sẽ không sao đâu. Con trai cô biết. Bà Chu kiên định nói, nhưng Thẩm Bích Quân nhìn ra nỗi buồn man mác trong ánh mắt bà. Trông có vẻ bà Chu không lo lắng cho Chu Dương. Nhưng chỉ là bà biết, lo lắng hoàn toàn vô ích. Ngược lại, bà càng lo càng khiến người khác khổ thêm, nên bà ngụy trang thành dáng vẻ tự tin như vậy. Để lừa dối người khác và cũng để lừa dối mình. Tấm lòng cha mẹ thật đáng thương. Thẩm Bích Quân cảm động, nhưng không biết nói gì, chỉ biết nắm tay bà nhẹ nhàng an ủi. Lúc này, tiếng chuông cửa biệt thự vang lên. Hai người đều lập tức cảnh giác. Họ liếc nhìn nhau, thấy được sự hưng phấn trong mắt đối phương. Có phải thằng bé thối tha kia về không? Bà Chu hỏi. Cháu không biết, để cháu đi xem, Thẩm Bích Quân cố nén sự hưng phấn trong giọng nói của mình. Bà Chu gật đầu, bà hơi bất tiện, đành nhìn Thẩm Bích Quân ra mở cửa chính ở sân. Thẩm Bích Quân mở cửa chính biệt thự, nhưng không quay lại ngay mà đi thẳng ra ngoài. Con bé này, chẳng lẽ không phải Chu Dương tới? Bà Chu nhìn phía cửa sổ nhỏ giọng lẩm bẩm. Còn Thẩm Bích Quân phía bên này, sắc mặt cô tái xanh. Không phải cô chủ động đi ra khỏi biệt thự, mà là bị kéo đi. Chỉ là góc nhìn của bà Chu thấy không rõ thôi. Người kéo cô ra ngoài là hai ông già ăn mặc phong cách cổ xưa, khí chất tiên nhân. Nhưng hành động của họ không hề thân thiện, mà nhanh chóng lôi cô đi, một tay giữ cổ cô là Thẩm Bích Quân đúng không? Thẩm Bích Quân đảo mắt nhìn, vậy ra đối phương tới đây để đặc biệt tìm mình. Chỉ có người ngu mới đi thừa nhận. Nên cô lắc đầu, không, không phải tôi. Đừng nói láo, chúng tôi đã điều tra, cô chính là Thẩm Bích Quân, một người trong đó nói.
Thẩm Bích Quân im lặng, điều tra rồi còn hỏi làm gì. Nhưng cô chưa kịp phàn nàn, bởi vì những lời tiếp theo của ông lão khiến cô cứng đơ lại. Mẹ của Chu Dương, cũng ở chỗ cô đúng không? Chương 930, Hoàng đế võ giả tức giận. Thẩm Bích Quân thầm kinh hãi. Nếu đối phương tìm được cô, dù cô hoảng sợ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Chứ không phải cô mặc kệ sống chết. Là một người phụ nữ, một doanh nhân, tư tưởng giác ngộ của cô chưa cao đến vậy. Chỉ là khi đối mặt nguy hiểm, vì là người phụ nữ thông minh, độc lập, dựng cơ nghiệp công ty danh dương từ hai bàn tay trắng, khó khăn trong quá trình này đều do cô tự thân gánh chịu, nên cô mới giữ được sự tỉnh táo như vậy. Do đó cô mới được gọi là chủ tịch lạnh lùng. Tức là, dù cô không mặc kệ chuyện sống chết, nhưng vì trải qua nhiều sóng gió to lớn, nên nội tâm cô mạnh mẽ hơn nhiều các cô gái bình thường khác. Thậm chí cô từng đối mặt chuyện sinh tử, ví như lúc đỡ giao cho Chu Dương, lúc cô bị Thường Hạo bắt cóc. Một người như vậy, dù một lần nữa gặp chuyện nguy hiểm tính mạng, cô cũng không hốt hoảng đến mất sạch lý trí. Nhưng nếu mục tiêu của đối phương là bà Chu, thì sự việc đã khác hẳn. Trong tâm trí Thẩm Bích Quân, mạng sống của bà Chu quan trọng hơn mình. Người trọng tình trọng nghĩa nào cũng vậy. Đây còn là người mẹ mà Chu Dương nhờ cô chăm sóc. Nếu bà Chu có mệnh hệ gì, thì cô biết giải thích ra sao với Chu Dương. Hơn nữa, cô cũng đối xử với bà Chu như mẹ mình. Trong tim cô, địa vị của bà Chu không ai thay thế được. Nên khi nghe thấy đối phương muốn tìm bà Chu, lúc này cô vô cùng luống cuống. Không, bà ấy không ở chỗ tôi. Thẩm Bích Quân lắc đầu điên cuồng. Giờ đây, cô chỉ giống như mọi cô gái khác, mất hết khả năng suy nghĩ, trong lòng chỉ toàn sự hốt hoảng, là bất luận thế nào cũng phải bảo vệ mạng sống bà Chu. Thật, không ở đây sao, khuôn mặt hai ông già kia lộ rõ vẻ cợt nhả. Bây giờ bọn họ đã chắc chắn bà Chu ở trong căn biệt thự này. Nhưng bọn họ cũng không nóng vội vào bắt bà Chu. Dù sao cũng chạy không thoát được. Ít nhất bọn họ nghĩ vậy. Lúc này, bọn họ muốn trêu đùa Thẩm Bích Quân một chút. Người phụ nữ này thật sự quá đẹp. Là tông sư võ giả của gia tộc ẩn giật Hứa gia, địa vị của bọn họ có thể nói không hề tầm thường. Số phụ nữ đã từng hưởng thụ, dùng hai bàn tay đếm không hết. Nhưng bọn họ chưa từng gặp người phụ nữ nào xinh đẹp như Thẩm Bích Quân. Lúc đầu người phụ nữ này xuất hiện, cô còn giữ được khí chất tự tin. Nhưng bây giờ, khi nhắc đến mẹ Chu Dương, khí chất của Thẩm Bích Quân nhanh chóng sụp đổ, khiến hai ông già nổi máu muốn chơi đùa. Không có thật à, chúng tôi không tin, phải vào lục soát một chút, một ông già cười cợt nói. Không, không được, Thẩm Bích Quân không kịp nghĩ gì mà chỉ nhanh chóng ngăn cản, thật sự không có, các ông không cần vào tìm. Nhất quyết không muốn bọn tôi vào sao, một ông già hỏi. Không muốn, Thẩm Bích Quân vội gật đầu. Vậy chúng ta cứ quanh quẩn đứng ở cổng à, khó chịu ghê. Nói xong, hai ông già còn nhìn nhau cười lớn. Lúc này, Thẩm Bích Quân còn chưa hiểu sao hai ông già kia vui vẻ như vậy. Chỉ là cô thấy, họ cười thế kia, chắc là không sao rồi. Không được, bắt chúng tôi đứng đây là không được, nếu cô nhảy cho chúng tôi một điệu. Chúng tôi sẽ cân nhắc không vào trong lục soát, một ông già nói. Hả, muốn nhảy ư, Thẩm Bích Quân ngơ ngác hỏi. Cô không kịp nghĩ nhiều, vì một ông già khác đang làm bộ muốn xông vào. Không được vào, tôi nhảy, Thẩm Bích Quân cắn môi. Cô đứng ở cổng nhảy múa. Từng là một vị chủ tịch lạnh lùng, một nữ thần trong mắt bao người, vậy mà giờ đây giống như một kẻ đần độn, hay nói cách khác, giống một khúc gỗ vô hồn. Nhảy múa ở cổng biệt thự. Ha ha, đúng là con đàn bà ngu dốt, một ông già hé mắt, nhìn Thẩm Bích Quân với vẻ thèm thuồng. Bây giờ, cởi áo xuống, ông ta ra lệnh. Thẩm Bích Quân không còn sự lựa chọn nào khác, cắn răng cởi áo khoác, lộ ra chiếc áo lót bên trong. Nhìn làn da bóng loáng trước mắt, hai lão già lúc này không kiềm chế nổi. Được rồi, không đùa nữa. Giờ hai anh em ta kéo con đàn bà này vào vui vẻ một chút, một ông già đề nghị, nhân tiện, vào bắt mẹ Chu Dương đi. Được, tôi cũng không nhịn nổi nữa, con đàn bà này đúng là cực phẩm, ông già còn lại phụ họa. Nhìn Thẩm Bích Quân nhảy múa, bọn họ suýt nữa không kiềm chế được dương cờ đầu hàng. Nhất định phải nhanh tay để còn vui vẻ với cô. Thế nên,
một ông già nhanh chóng nắm chặt tay Thẩm Bích Quân, được rồi, không nhảy nữa, theo chúng tôi vào trong. Hả, không được, các ông không được vào, Thẩm Bích Quân sốt ruột nói. Trong đầu cô chỉ còn suy nghĩ, là giữ chân hai ông già này. Chỉ cần bọn họ không vào trong, bà Chu nhất định sẽ an toàn. Nhưng sao hai ông già kia có thể nghe lời cô được? Không cho vào, không được, chúng tôi không thích đứng ở cổng, một ông già cười nham hiểm. Ông ta định mạnh tay kéo Thẩm Bích Quân vào, mặc kệ cô đồng ý hay không. Nhưng ông ta kéo tay, nhận ra cô không hề nhúc nhích. Kỳ lạ, sao con đàn bà này khỏe vậy? Phải biết, mình là tông sư võ giả. Ông ta quay đầu lại, nhìn Thẩm Bích Quân, phát hiện đôi mắt cô đỏ ngầu, nhìn như hóa điên lên, giữ chặt cánh tay ông ta, không cho ông ta vào biệt thự dù chỉ một bước. Dám chống đối hả, ông ta không nghĩ nhiều, liền tát cô một bạt tai. Tông sư võ giả mạnh như nào, một cái tát đã đủ để khiến khóe miệng Thẩm Bích Quân chảy máu. Nhưng cô vẫn giữ nguyên bộ dạng điên cuồng như cũ, mạnh mẽ ghì chặt cánh tay ông ta, không cho vào biệt thự. Con đàn bà này điên rồi à, ông già kia nhíu mày, giơ chân đạp vào bụng Thẩm Bích Quân. Một cước này khiến Thẩm Bích Quân phụt ra nhiều máu tươi hơn, rồi gục xuống đất. Dù vậy, cô vẫn ôm chặt chân ông ta. Bộ dạng điên thật rồi, thôi đánh cho cô ta ngất xỉu đi, dù ngất xỉu thì chúng ta vẫn chơi đùa được, ông già còn lại đề nghị. Ông già kia gật đầu, lúc định ra tay thì đột nhiên thấy một trận gió thổi qua. Chương 931, áp lực kinh khủng. Đó là loại gió gì vậy? Ông già đó không nói nên lời. Thời tiết đang rất thanh bình, nhưng đột nhiên một trận gió nhẹ thổi qua bên cạnh ông ta. Ông ta không nghĩ nhiều, muốn nhanh chóng đánh Thẩm Bích Quân ngất xỉu, đúng lúc này cảm giác có vật gì rơi xuống đất. Một cánh tay. Kỳ lạ, sao lại có cánh tay rơi xuống đất? Hơn nữa, ông ta cảm giác tay mình hình như nhẹ hơn một chút, như thể thiếu đi thứ gì đó. Nhìn chê y mặt đất, sau đó thấy tay mình buông thõng. Ngẩng đầu nhìn lên, sửng sốt vài giây, sau đó ông ta đau đớn gào thét. Cánh tay kia là tay ông ta. Tay ông ta, không biết bị người khác chém đứt từ lúc nào. Không đúng, thật sự cánh tay kia bị người khác chém đứt sao? Người ở đâu? Sao ông ta không thấy dấu hiệu gì? Vừa rồi chỉ có trận gió nhẹ, mà lúc ông ta kịp phản ứng thì cánh tay đã đứt lìa rơi xuống. Nếu đối phương là người, tốc độ người đó hẳn đạt trình độ cao nhất. Tức là chém đứt tay ông ta, mà ông ta còn chẳng biết gì. Tốc độ này thật sự của con người sao? Nếu không phải người, thì đó là thứ gì, mà chém đứt tay ông ta như vậy? Ông già quỳ sụp xuống đất, ôm chặt cánh tay. Hét lên một tiếng kinh hãi, trong lòng ông ta cũng dấy lên một nỗi cây ết yêu ta sợ. Một cánh tay đứt lìa là chuyện đáng sợ, nhưng kinh khủng hơn là ông ta hoàn toàn không biết vì sao tay ông ta bị như vậy. Ngay cả ông già đi cùng ông ta, khuôn mặt cũng đầy sợ hãi. Hai tông sư võ giả bọn họ đứng ở đây, mọi thứ đều bình thường, chỉ là họ đang bắt nạt một người phụ nữ. Nhưng khi họ muốn đánh cô ngất xỉu, thì vừa ngẩng đầu lên đã thấy tay bạn mình rơi xuống đất. Dù là người đứng xem, ông già kia cũng không nhận ra tay bạn mình sao lại bị như vậy. Đây thực sự là chuyện kinh dị. Chẳng nhẽ có ma quỷ chê y đời sao? Hay là, có thần linh? Ông già sợ hãi thầm nghĩ, rốt cuộc là ai đã ra tay với bọn họ như vậy? Ông già, xem ra ông muốn chết lắm rồi nhỉ? Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng bọn họ. Âm thanh này như thể tới từ địa ngục, khiến người nào nghe được trong lòng cũng phát hoảng. Ông già đang quỳ dưới đất ngừng kêu gào, khuôn mặt hãi hùng không dám tin quay sang nhìn hướng âm thanh phát ra. Mà ông già đang đứng, cũng dè chừng quay người sang. Bọn họ thấy gì? Một thanh niên quần áo rách dưới, nhìn bọn họ với ánh mắt đỏ ngầu hung tợn, chê y người toát ra sự hung bạo. Giống hệt một con dã thú. Hai ông già lúc này không biết rõ thân phận của Chu Dương, nhưng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ anh. Thằng danh, cậu là ai? Cảnh cáo cậu, đây là gia tộc ẩn giật Hứa gia đang làm việc, tôi khuyên cậu tránh xa ra, ông già đang đứng cau mày nói. Dù sự tức giận tỏa ra từ Chu Dương khiến ông ta vô cùng khó chịu. Nhưng ông ta cũng không coi anh ra gì. Đùa gì vậy,
bọn họ là hai tông sư võ giả của gia tộc ẩn giật Hứa gia. Mọi tông sư võ giả khác đều có thể tùy tiện tung hoành ở Đông Hải, nói gì đến người có thân phận Hứa gia như bọn họ. Dù gặp những tông sư võ giả khác thực lực không kém họ là bao, nhưng chỉ cần nói danh phận Hứa gia ra, là những tông sư võ giả kia sẽ không dám ra tay. Địa vị của Hứa gia ở Đông Hải là địa vị siêu cao cấp không ai lay chuyển được. Nhưng Chu Dương không quan tâm. Anh chỉ lạnh lùng nhìn ông ta, nói một câu khiến ông ta trố mặt nghẹn họng, lát nữa tôi giết ông sau, giờ tôi xử lão già này trước đã. Chu Dương nhìn ông già ngồi dưới đất. Ông già đang đứng sợ ngây người. Đây là thể loại điên cuồng gì vậy? Nói chuyện quá kiêu ngạo. Anh biết thực lực ông ta sao? Có nghe thấy thân phận của ông ta không vậy? Anh hoàn toàn không sợ, còn nói, chờ một lát sẽ giết mình, bây giờ đi giết bạn mình trước. Ông già đang đứng lúc này hoàn toàn không nhận ra, cánh tay bạn mình là do Chu Dương làm gãy. Ông ta còn muốn tiếp tục đe dọa Chu Dương, song anh đã đi về phía ông già đang quỳ dưới đất. Cậu định làm gì? Tôi nói cho cậu biết, tôi là tông sư võ giả của Hứa gia, ông già đang quỳ vội nói. Phản ứng của ông ta và ông già đang đứng kia hoàn toàn giống nhau, ỷ vào thân phận của mình để đàn áp anh. Đây là hành động theo bản năng, dù sao bọn họ là tông sư võ giả của Hứa gia, cho diễu võ dương oai khoe khoang như vậy sớm là thói quen rồi. Thói quen đã mấy chục năm, sao dễ thay đổi được. Nhưng Chu Dương hoàn toàn thờ ơ với sự uy hiota của ông ta. Tông sư võ giả của Hứa gia. Thì anh sẽ giết tông sư võ giả của Hứa gia. Ông già, nếu ông nóng lòng muốn chết như vậy, thì để tôi tiến ông một đoạn, lời vừa dứt, Chu Dương mạnh mẽ đạp một cước. Một cước này, khiến ngực của ông già đang ngồi lõm thành một hố to. Ông già đó còn không kịp dê y lên, mà lập tức gục xuống đất bất tỉnh nhân sự. Chưa hết, Chu Dương còn đi tới, hung hăng đạp một cú lên đầu ông ta. Lúc này, sinh mạng ông ta hoàn toàn kết thúc. Lời uy hát yêu ta trong họng của ông già đang đứng chưa kịp thốt ra, Chu Dương đã giết xong bạn mình rồi. Lúc này ông ta chỉ còn sự kinh hãi. Chu Dương chậm rãi xoay người, nhìn về phía ông ta. Ông già đang đứng bắt đầu luống cuống. Đây là loại quái vật gì vậy? Phải biết, ông già vừa mất tay đó, cũng là một tông sư võ giả. Đường đường là một tông sư võ giả, nhưng chưa kịp phản kháng gì, đã lập tức bị giết chết. Chẳng lẽ, tay của ông ta, là do người thanh niên này làm đứt? Trong nháy mắt, sự sợ hãi chạy dọc toàn thân ông ta. Vốn còn tưởng đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, tới bắt một người già yếu ớt trói gà không chặt, bọn họ chỉ phái hai tông sư võ giả đi. Nào ngờ bây giờ gặp phải một tên điên như này. Cậu định làm gì? Ông già đang đứng luống cuống, sợ hãi lùi về phía sau cậu đừng tới đây. Ông ta mơ hồ nhận ra, dù mình có nói thân phận là tông sư võ giả Hứa gia, đối phương cũng chẳng quan tâm. Nên ông ta không uy hát yêu ta nữa, mà nghĩ cách chạy trốn. Nhất định phải chạy trốn. Chỉ cần chạy được, thì ông ta vẫn là tông sư võ giả của Hứa gia, vẫn ở vị thế tối cao tại Đông Hải. Nhưng trước mặt kẻ điên rồ này, ông ta sẽ bị đánh. Thậm chí là bỏ mạng. Chương 932, tôi chính là Chu Dương. Thân phận tông sư võ giả Hứa gia khiến vô số người kính phục lại chẳng hề có chút tác dụng nào trước mặt tên điên này. Vì thế mục tiêu của ông ta rất rõ ràng, ông ta không thể chọc giận Chu Dương, mà chỉ có thể chạy trốn. Nhưng liệu Chu Dương có cho ông ta cơ hội không? Bây giờ đến lượt ông, Chu Dương nhếch môi nở nụ cười tàn nhẫn. Hai ông già này chẳng ai có thể thoát được. Từ đằng xa, anh đã trông thấy ông già đang quỳ đó đánh Thẩm Bích Quân. Khoảnh khắc đó, anh bỗng vô cùng tức giận. Tức giận đến cực điểm. Anh muốn bước nhanh chân hơn nhưng lại hận tốc độ của mình có giới hạn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ông già đang quỳ kia tát Thẩm Bích Quân một cái, sau đó lại đá vào người Thẩm Bích Quân. Lúc đó anh còn cách Thẩm Bích Quân tầm một cây em. Mấy giây sau, lúc ông già đang quỳ định đánh ngất Thẩm Bích Quân thì cuối cùng anh đã kịp đến chỗ của cô. Vì thế mới xảy ra chuyện này. Bởi vì tốc độ chạy đến của anh quá nhanh nên hai người hoàn toàn không nhìn thấy anh. Mà sở dĩ Chu Dương lựa chọn giết chết ông già đang quỳ kia trước là vì tận mắt anh đã thấy toàn bộ quá trình ông ta ra tay với Thẩm Bích Quân.
không thể tha thứ. Tuyệt đối không thể. Bây giờ giải quyết xong ông già kia rồi thì anh lại nhìn ông già đang đứng. Người này cũng không thể tha. Đều là tông sư võ giả của Hứa gia, cùng xuất hiện ở nơi này, vậy chắc chắn tên này cũng đã làm không ít chuyện xấu. Chu Dương từng bước đi về phía ông ta. Ông già đang đứng hoảng hốt. Ông ta biết mình không phải là đối thủ của Chu Dương, lúc này chỉ có thể cầu xin tha mạng. Này anh bạn, cậu nghe tôi nói này, chúng ta không quen biết nhau đúng chứ? Giữa chúng ta cũng không có hận thù gì phải không? Chúng ta chưa từng gặp nhau, cậu không cần phải giết tôi đâu. Ông già đang đứng miễn cưỡng nói, ông ta thử cầu xin Chu Dương bỏ qua cho ông ta. Dĩ nhiên lúc này ông ta vẫn không nhận ra người trẻ tuổi trước mặt này là Chu Dương. Dù sao ông ta cũng chưa từng gặp Chu Dương, cùng lắm chỉ nhìn thấy ảnh chụp. Còn bây giờ Chu Dương lại rất giống một kẻ lang thang, thế nên ông ta không nghĩ người trước mặt mình lại là Chu Dương. Vì thế ông ta nghĩ Chu Dương ra tay có lẽ là vì Thẩm Bích Quân. Nghe tôi nói này chàng trai, mục tiêu ra tay lần này của chúng tôi cũng không phải là người phụ nữ nằm dưới đất kia. Ông già đang đứng lại nói, nghe thấy vậy Chu Dương cũng dừng bước. Thế à, vậy mục tiêu của các người là gì? Chu Dương khàn giọng hỏi. Ông già đang đứng thầm vui mừng, nếu Chu Dương chịu trả lời ông ta vậy chứng tỏ còn có cơ hội nói chuyện. Xem ra Chu Dương thật sự ra tay vì Thẩm Bích Quân, ông ta vội nói, là một bà lão trong biệt thự, có lẽ cậu không biết nhưng mục tiêu của chúng tôi chính là bà già đó. Còn cô gái này chỉ là do chúng tôi bất cẩn làm cô ấy bị thương. Nếu cậu đồng ý hòa giải, chúng tôi nhất định sẽ chân thành xin lỗi hai người. Ông già đang đứng nhìn Chu Dương chăm chú. Chỉ cần Chu Dương gật đầu đồng ý có nghĩa là ông ta có thể sống. Chu Dương im lặng hồi lâu như thể đang suy nghĩ gì đó. Là vậy à? Chu Dương đáp lại, dường như anh đã bình tĩnh hơn nhiều, điều này đúng là một chuyện tốt với ông ta. Theo như ông ta thấy thì Chu Dương đã giao động định bỏ qua cho ông ta. Chu Dương lại nói tiếp, ông nói mục tiêu của các người là một bà lão trong biệt thự, vậy tôi phải hỏi một chút. Các người muốn bắt bà lão kia làm gì? Lẽ nào bà lão kia không có con trai sao? Giọng Chu Dương nghe có vẻ rất bình tĩnh. Xem ra dường như anh đã hoàn toàn nguôi giận. Ông già đang đứng cũng thấy mình nắm chắc phần thắng rồi, không do dự đáp, tất nhiên là có rồi. Bà lão kia quả thật có một đứa con trai, có lẽ cậu không quen, tên là Chu Dương gì đó, là một tên vô dụng mà thôi. Sở dĩ chúng tôi bắt bà lão đó cũng là vì đứa con trai vô dụng của bà ta chọc giận đến chúng tôi nên tuyệt đối chẳng liên quan gì đến cô gái này. Đương nhiên chúng tôi tuyệt đối cũng không có ý chọc giận cậu. Ông già đang đứng vừa nói vừa chủ động đi về phía Chu Dương. Ông ta vươn tay vỗ vào vai Chu Dương, người anh em, vốn dĩ chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Chỉ cần cậu đồng ý bỏ qua cho tôi sẽ cho cậu một khoản bồi thường. Hơn nữa còn giới thiệu cho cậu vào Hứa gia. Với thực lực của cậu chỉ cần bước vào Hứa gia, cậu chắc chắn sẽ trở thành một người dưới một người chê y vạn người, cậu có cần cân nhắc không? Ông già này cho rằng, Chu Dương bỏ qua cho ông ta đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chu Dương chỉ vào ông già vừa bị mình đánh chết nói, nhưng tôi đã giết người của các ông rồi. Không sao, chỉ cần cậu chịu gia nhập vào Hứa gia, chúng tôi tuyệt đối có thể không trách cứ cậu. Ông ta không hề do dự mà đồng ý ngay. Hơn nữa ông ta cũng không nói dối, với thực lực vừa thể hiện của Chu Dương, chỉ cần anh đồng ý vào Hứa gia tuyệt đối không động vào người như anh được. Chu Dương gật đầu rồi nói, vậy à, nhưng tôi chính là Chu Dương. Vậy cũng không sao, dù cậu là Chu Dương, cậu nói cái gì, ông già đang đứng hoảng sợ trợn tròn hai mắt. Ông ta còn chưa kịp phản ứng lại với những gì Chu Dương nói. Còn tưởng Chu Dương lại đưa ra điều kiện gì. Thế nên ông ta vô thức nói không sao, theo ông ta chỉ cần Chu Dương đồng ý gia nhập vào Hứa gia bọn họ, vậy thì bất kể anh có đưa ra điều kiện gì cũng được. Nhưng lúc ông ta nghe rõ lời của Chu Dương thì lại hoảng sợ suýt nữa chết đứng tại chỗ, đỡ mất công Chu Dương phải ra tay rồi. Cậu là Chu Dương, ông ta lắp bắp nói. Kẻ điên nói chuyện với mình nãy giờ lại là Chu Dương. Còn bàn điều kiện vớ vẩn, bảo Chu Dương gia nhập Hứa gia. Đó không phải nói chuyện tào lao sao. Vừa rồi vì để lấy lòng Chu Dương,
ông ta còn cố ý nói mục tiêu của mình không phải Thẩm Bích Quân mà là mẹ của Chu Dương. Bây giờ xem ra đó không phải là muốn đâm đầu vào chỗ chết nhanh hơn à. Ông già tràn đầy hy vọng trong thoáng chốc bỗng trở thành ông già hoàn toàn tuyệt vọng. Ông ta ngẩn người nhìn Chu Dương nhưng cũng không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Sao Chu Dương lại trở nên mạnh như vậy? Hơn nữa quan trọng hơn là ông ta biết hôm nay chắc chắn ông ta không thể sống sót. Sao vậy? Bây giờ còn có thể tha thứ cho tôi không? Vẫn muốn tôi gia nhập Hứa ra sao? Chu Dương cười hỏi. Sự tuyệt vọng lóe lên trong mắt ông ta, sau đó ông ta lại nghiến răng ken két. Chương 933, cô đơn. Lúc biết được người có dáng vẻ giống kẻ lang thang trước mặt chính là Chu Dương, ông già Hứa gia này đã biết mình chết chắc rồi. Nhưng là một tông sư võ giả, ông ta cũng có sự kiêu ngạo của mình. Cho dù chết, ông ta cũng phải gỡ một miếng da của Chu Dương xuống. Vừa rồi cậu giả vờ đàm phán với tôi thật ra là đang giở trò với tôi sao, ông ta hỏi. Dù là tên ngốc thì bây giờ ông ta cũng đã nhận ra ngay từ đầu Chu Dương không định bỏ qua cho ông ta. Vừa nãy ông ta nói rất nhiều, Chu Dương còn cố ý làm ra vẻ trầm ngâm khiến ông ta tưởng lầm Chu Dương đã dao động, thật ra Chu Dương cố ý cho ông ta hy vọng. Cách hành hạ làm người ta đau đớn nhất là gì? Khi ông ta tuyệt vọng nhất thì cho ông ta một tia hy vọng. Để ông ta có cảm giác sống lại trong tuyệt vọng, cực kỳ vui vẻ. Sau đó chính vào lúc ông ta vui vẻ nhất lại lấy đi tia hy vọng đó khiến ông ta lại rơi vào tuyệt vọng lần nữa. Chu Dương đã làm như vậy. Bây giờ quả thực ông ta đang vô cùng tức giận. Ông ta tức giận sắp mất hết lý trí, hung hăng nhìn Chu Dương. Đúng vậy, tôi cố ý cho ông hy vọng, Chu Dương bình thản nói. Bây giờ ông cũng biết sự thật rồi đấy, nhưng không biết ông đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chết chưa? Chu Dương khẽ nhếch khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn. Anh không thấy mình tàn nhẫn. Nếu hôm nay anh không đến kịp thì không biết hai ông già này sẽ làm ra chuyện gì. Được, cậu muốn tôi chết đúng không? Thực lực của cậu quả thật đã vượt qua tôi đã biết từ lúc nãy khi cậu ra tay rồi. Nhưng cậu nghĩ như vậy có thể dễ dàng giết tôi được sao? Tôi đã đạt tới cảnh giới tông sư võ giả vỏn vẹn hơn 30 năm, tôi đã khống chế vững vàng cảnh giới này từ lâu rồi. Dù thực lực của cậu có vượt qua tôi, muốn giết tôi cũng phải trả một cái giá rất đau đớn. Khuôn mặt ông già hiện lên vẻ coi thường cái chết. Đúng vậy, bây giờ ông ta lại không sợ nữa. Vì ông ta đã chuẩn bị tâm lý nghênh đón cái chết, một người ngay cả cái chết cũng không sợ thì còn sợ gì nữa. Ông ta bắt đầu ngưng tụ chân khí nhìn Chu Dương chằm chằm, thầm hạ quyết tâm cú đấm tiếp theo đây sẽ phải đổi lấy bằng mạng sống của ông ta. Cú đấm mạnh nhất trong cả cuộc đời của ông ta. Ông ta tin chắc chỉ cần có thể đánh chúng thì Chu Dương không chết cũng sẽ tàn phế nửa người. Dĩ nhiên đổi lại tay chân ông ta sẽ bị phế, sau đó trở thành một người bình thường. Không chỉ mất đi thực lực mà hơn nữa tay chân sẽ trở nên tàn phế, đây chính là cái giá phải trả cho cú đấm này. Tất nhiên uy lực cũng cực kỳ khủng cây Eota. Ông già vô cùng tự tin với cú đấm của mình. Nhưng Chu Dương chỉ lẳng lặng nhìn ông ta ngưng tụ chân khí. Cuối cùng chân khí của ông già cũng ngưng tụ xong, ánh mắt ông ta lóe lên sự điên cuồng. Chu Dương, cậu kiêu ngạo quá rồi đấy. Dù thực lực của cậu vượt qua tôi thì sao chứ? Cậu lại dám đứng đấy nhìn tôi ngưng tụ chân khí, cú đấm này tôi tuyệt đối phải lấy mạng của cậu, ông già điên cuồng nói. Thế à? Chu Dương tinh quái nhìn ông ta. Ông nên biết tốc độ của tôi rất nhanh, nếu tôi tránh được cú đấm này của ông thì ông sẽ thế nào? Chu Dương hỏi. Nghe đến vấn đề này, ông già trợn tròn hai mắt. Mẹ kiếp! Không phải chơi ông ta đó chứ? Dĩ nhiên ông ta biết tốc độ của Chu Dương nhanh đến mức nào, ông ta hoàn toàn không thấy rõ tốc độ của Chu Dương lúc anh vừa đến. Ông ta cũng tin chắc chỉ cần Chu Dương muốn tránh được cú đấm này của ông ta thì quả thật vô cùng dễ dàng. Nhưng mẹ kiếp, sao cậu không nói sớm? Cú đấm này của tôi là ngưng tụ hết toàn bộ nguồn sống của mình mới kéo dài được đó. Bây giờ nguồn sống của tôi đã tụ vào hết rồi, cậu mới nói có phải muốn lấy luôn cái mạng già này không? Nghe Chu Dương nói vậy, ông già tức đến mức suýt nữa phun ra máu. Cậu không thể tránh được, ông ta nghiến răng nói. Thật không, nhưng tại sao tôi phải nghe lời ông, Chu Dương cười nói.
Chu Dương có thể cảm nhận được uy lực cú đấm này của ông ta. Yếu ớt đến đáng thương. Phải biết anh là hoàng đế võ giả. Vốn dĩ một hoàng đế võ giả có thể dễ dàng đánh bại 100 tông sư võ giả. Vậy cú đấm của một tông sư võ giả có là gì, dù ngưng tụ sức mạnh bên trong nhưng với Chu Dương điều đó cũng chỉ yếu ớt đến đáng thương. Đây chính là khác biệt giữa hoàng đế võ giả và tông sư võ giả. Cú đấm này của ông già có thể nói chẳng là gì so với một hoàng đế võ giả. Chỉ cần vẫn không đột phá đến giới hạn hoàng đế võ giả thì chắc chắn sẽ chết khi chịu phải cú đấm này. Nhưng rất tiếc trong mắt Chu Dương, như vậy vẫn chưa đủ lực. Thế nên anh không hề có ý định né tránh, sở dĩ vừa rồi nói như vậy đơn thuần chỉ vì muốn chọc tức ông ta mà thôi. Quả nhiên ông ta đã tức giận, con người ông ta đảo liên tục, cuối cùng bỗng thấy Thẩm Bích Quân nằm chê y mặt đất. Đôi mắt ông ta lóe sáng, Chu Dương, nếu cậu dám tránh thì cú đấm này của tôi sẽ rơi vào người phụ nữ đang nằm ở kia. Nếu không muốn cô ta chết thì cậu phải chịu cú đấm này của tôi. Ông già đắc ý với sự thông minh của mình. Đây là cú đấm kết tụ mạng sống, cú đấm này phải đánh cho ra ngô ra khoai. Dù không đánh chết Chu Dương thì cũng phải dẫn người phụ nữ nằm chê y mặt đất kia đi theo. Chỉ cần cú đấm này có thể thành công thì ông già đó có chết cũng không hối tiếc. Nhưng nếu cú đấm này không có tác dụng gì, có lẽ ông già sẽ chết không nhắm mắt. Chu Dương đau lòng nhìn Thẩm Bích Quân nằm dưới nền đất, nhưng vẫn giả vờ mình không sao, được thôi, ông đánh cô ấy đi, dù sao tôi cũng chả sao, chắc chắn tôi sẽ không bị ông đánh trúng. Hả, cậu? Ông già lại buồn bực. Nếu có thể chắc chắn ông ta muốn đánh Chu Dương. Cú đấm mình tụ kết cả mạng sống, cuối cùng lại đánh vào một người bình thường đang nằm bất động chê y mặt đất, chuyện này là sao chứ? Nhưng dù không cam tâm, ông già cũng không còn cách nào khác. Nếu đánh Chu Dương, khả năng anh sẽ tránh được. Dù sao Thẩm Bích Quân là một người phụ nữ sống dở chết dở, đặt vào trường hợp bình thường thì cũng chỉ như một cái tát. Ông ta đánh cô bằng cú đấm tụ kết cả mạng sống này thì chẳng phải ông ta chịu thiệt sao. Nhưng còn hơn đánh vào không khí, đánh vào sự cô độc. Suy nghĩ hồi lâu, ông già vẫn quyết định đánh cú đấm này vào người Thẩm Bích Quân. Chu Dương, cậu không phải là một thằng đàn ông ta tức giận hét lên, hung hăng đánh về phía Thẩm Bích Quân. Ngay lúc ông ta sắp chạm vào Thẩm Bích Quân, bỗng có một thân hình cứng như thép cản trước mặt ông ta. Chương 934, chết không nhắm mắt. Cú đấm này của ông ta cuối cùng cũng đánh trúng người Chu Dương. Hơn nữa, còn là vị trí chính giữa ngực, thậm chí Chu Dương còn không phòng vệ chút nào, chỉ bình tĩnh đứng đó chắn ở trước mặt ông ta. Ông ta sửng sốt một lúc, rồi điên cuồng cười lớn. Ha ha, Chu Dương, tôi biết ngay cậu là người coi trọng tình cảm mà. Vừa rồi cậu chỉ là đang lừa gạt tôi đúng chứ? Cậu giả vờ như không quan tâm đến người phụ nữ kia, nhưng thật ra là muốn bảo vệ cô ta đúng không? Nhưng ông đây không thể bị lừa được, bây giờ thì cậu phải chịu đòn rồi đó. Chịu phải cú đấm này của tôi, cho dù cậu không chết thì cũng sẽ bị tàn phế. Cho dù ông đây có chết cũng xứng đáng. Ông già cười điên cuồng, nhưng đang lúc ông ta cười điên cuồng như vậy, đột nhiên gầm lên một tiếng đau đớn, sau đó đau đớn co quắp ngã chê y mặt đất. Vừa rồi đánh ra cú đấm đó, ông ta đã tiêu hao rất nhiều sinh lực, bây giờ tác dụng phụ đã bắt đầu phát tác. Ban đầu sẽ là thực lực tàn lụi, từ nay về sau ông ta sẽ không còn là tông sư võ giả nữa, thậm chí cũng không còn là võ giả. Đồng thời, gân mạch tay chân của ông ta e rằng cũng sẽ bị cắt đứt, sẽ trở thành một người tàn phế, chân tay không thể hoạt động bình thường. Thực tế thì vào lúc này ông ta đã hoàn toàn giống như người tàn phế rồi. Sống và chết cũng không có gì khác nhau cho lắm. Cho dù Chu Dương không giết ông ta, thì ông ta cũng không thể rời đi được, hai cánh tay không thể nâng lên để ăn cơm. Nói cách khác, nếu hôm nay ông ta có thể sống sót tiếp, vậy thì cách duy nhất có thể tiếp tục sống đó chính là mỗi ngày nằm chê y giường và chờ người khác đút cơm. Điều này còn đáng sợ hơn chứng liệt nửa người, dù sao thì hai cánh tay của ông ta cũng không thể sử dụng được nữa rồi. Nhưng cho dù vậy, ông ta vẫn cười nhạo Chu Dương. Bởi vì ông ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ đợi cái chết. Nhưng trước khi chết, ông ta có thể khiến Chu Dương bị thương nặng, thì điều đó cũng rất đáng giá. Cho nên trạng thái lúc này của ông ta rất kỳ quái,
vừa đau đớn vừa phấn khích cười điên cuồng. Chu Dương ở một bên thở dài. Thực ra, nhìn thấy bộ dạng lúc này của ông, tôi thấy thông cảm với ông, thậm chí còn không muốn ra tay đánh ông. Chu Dương đi đến bên cạnh ông ta, mang theo sự cảm thông nhìn ông ta một lúc. Đột nhiên, Chu Dương lại cười lớn. Nhưng, tôi lại nghĩ nhớ lão già ông cũng không phải là loại người tốt đẹp gì, tôi liền cảm thấy rất vui vẻ, cho nên quyết định không thông cảm cho ông nữa. Tôi cũng biết ông cũng đã không sợ cái chết, bởi vì ông đã sẵn sàng chờ cái chết từ lâu. Tôi nói luôn cho ông biết rằng, tôi không hề có bất kỳ một thương tích nào, bây giờ vẫn còn nguyên vẹn, cú đấm của ông hoàn toàn không hề gây nên một chút thương tích nào cho tôi cả. Sắc mặt Chu Dương rất thoải mái, bởi vì đúng là anh không hề chịu phải một chút thương tích nào. Ông già không dám tin đó là sự thật, chuyện này sao có thể được? Không, nhất định là cậu đang giả bộ mạnh mẽ. Cú đấm đó của tôi, chỉ cần ai chưa đột phá đến trình độ chi hoàng võ giả, dù không chết cũng nhất định sẽ bị tàn phế, sao cậu có thể không bị gì được chứ? Ông ta không dám tin đó là sự thật. Vốn dĩ ông ta không ngờ rằng, Chu Dương là một chi hoàng võ giả. Đùa gì chứ, toàn bộ Hứa gia của ông ta cũng chưa từng có một chi hoàng võ giả nào. Chỉ có một người như vậy tồn tại, nhưng người đó cũng không thể tính là chi hoàng võ giả. Ông không tin à, Chu Dương chớp mắt. Ông ta gật đầu khẳng định, tôi tuyệt đối không tin, chắc chắn là cậu đang giả bộ mạnh mẽ, chắc chắn lúc này cậu đã bị thương rất nặng. Cho dù cậu có nói gì thì tôi cũng không quan tâm, bây giờ tôi muốn tự sát, cậu không cần phải nói chuyện với tôi nữa. Ông già nói xong liền muốn cắn lưỡi thật mạnh để tự vẫn. Thực ra ông ta hơi lo lắng nếu như Chu Dương thực sự không bị thương, điều này khiến ông ta không thể nào chấp nhận được. Cho nên ông ta quyết định tự sát trước khi Chu Dương đưa ra bằng chứng. Chỉ cần như vậy, cho dù Chu Dương thật sự không bị thương, vậy thì ông ta cũng không biết. Như vậy ông ta có thể chết mà không cảm thấy hối tiếc. Ông ta há miệng muốn cắn lưỡi, nhưng lại Chu Dương thản nhiên vươn tay gỡ cằm của ông ta ra, chiếc cằm bị lệch xuống, không kịp cắn lưỡi tự sát. Không được, bây giờ ông không thể chết được, ông chờ đấy, tôi phải chứng minh cho ông xem. Âm thanh yếu ớt của ông già vang lên, bởi vì hàm dưới của ông ta bị kéo lệch cho nên không thể nói được nữa. Lúc này ông ta mới hoảng sợ, bởi vì nhìn thấy bộ dạng lúc này của Chu Dương, ông ta đột nhiên cảm nhận được Chu Dương rất có khả năng không sao cả. Cậu hãy để tôi chết đi. Không phải là cậu vẫn luôn muốn giết tôi sao? Hãy để ông đây chết ngay bây giờ đi. Ông ta thầm giống lên. Rốt cuộc thì cậu có bị trọng thương hay không? Cậu thực sự không thể để tôi nhắm mắt đến lúc chết sao? Cậu nhất định phải chứng minh với tôi hay sao? Ông ta muốn gầm lên nhưng lại không thể phát ra tiếng, thực sự vô cùng khó chịu. Lúc này, Ngưu Xuyên cũng hồng hộc chạy đến nơi. Ngưu Xuyên tội nghiệp, cậu ấy chỉ là một tông sư võ giả. Tiến vào thành phố Đông Hải không bao lâu, thì Chu Dương đột nhiên dùng toàn bộ sức lực chạy đi, mà tốc độ của cậu ấy hoàn toàn không thể so được với Chu Dương, cho nên muộn như vậy mới đến. Anh Dương, Ngưu Xuyên thở hổn hển nói, em đến muộn. Hả, Xuyên tử, nhìn thấy Ngưu Xuyên, ánh mắt của Chu Dương đột nhiên lóe lên một tia sáng. Sao vậy anh Dương? Ngưu Xuyên nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của Chu Dương khiến cậu ấy hơi bối rối, luôn cảm thấy ánh mắt của Chu Dương hơi kỳ quái. Không có gì, nào đến đây Xuyên tử, cậu mau dùng hết sức lực đấm tôi một cái, Chu Dương ưỡn ngực nói với Ngưu Xuyên. Làm gì? Ngưu Xuyên càng thấy khó hiểu, sao tôi lại phải đánh anh? Đừng nói nhảm nữa, bảo cậu đánh thì cậu cứ đánh đi, sao nào? Lẽ nào cậu sợ làm tôi bị thương? Chu Dương thúc giục. Anh đừng nói đùa chứ anh Dương, anh là chi hoàng võ giả mà, sao em có thể khiến anh bị thương được? Ngưu Xuyên cười gượng lắc đầu, vì biết bản thân mình không thể gây nên một thương tích nào cho anh, cho nên em mới cảm thấy kỳ lạ sao anh lại muốn em đánh anh. Em đánh anh một cú hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Ngưu Xuyên lắc đầu nói, những gì cậu ấy nói rất tự nhiên, bởi vì tất cả đều là lời nói xuất phát từ trong lòng, cho nên tất cả đều là sự thật. Ông già ở một bên kinh hoàng trợn tròn mắt. Cái tên Ngưu Xuyên đó vừa nói gì, Chu Dương là chi hoàng võ giả. Ông già nhận ra Ngưu Xuyên, bởi vì Ngưu Xuyên là tông tư võ giả duy nhất xuất hiện bên cạnh Chu Dương.
Sau khi Hứa Gia muốn đối phó với Chu Dương, ánh mắt của họ không hề đặt lên người Chu Dương, bởi vì trong mắt họ, anh chỉ là một người bình thường, thậm chí còn không phải là tông sư võ giả, cho nên bọn họ không cần phải sợ hãi. Thay vào đó, họ chú ý nhiều nhất đến Ngưu Xuyên. Bởi vì mọi người đều biết xuất thân của vị tông sư võ giả trẻ tuổi này rất bí ẩn, hơn nữa còn tự mình bảo vệ Chu Dương, nên ông già có ấn tượng rất sâu sắc với Ngưu Xuyên. Cũng vì điều này, mà ông ta biết lời Ngưu Xuyên nói là sự thật. Bản thân Ngưu Xuyên là một tông sư võ giả, nếu Chu Dương có thể chịu được một cú đấm dùng toàn bộ sức lực của Ngưu Xuyên, vậy thì điều đó thực sự chứng tỏ rằng Chu Dương không hề bị thương. Nhưng sao có thể xảy ra chuyện như vậy được? Cú đấm kia chính là cú đấm mà ông ta dùng toàn bộ sinh lực của mình. Lẽ nào bản thân ông ta phải chết như thế này sao? Chương 935, từ chối. Đương nhiên ông ta sẽ không cam lòng. Vốn dĩ ông ta hoàn toàn có thể chết một cách nhẹ nhàng và vô cùng thỏa mãn. Bởi vì, ông ta vẫn cho rằng cú đấm của mình sẽ khiến Chu Dương bị thương nặng. Nhưng bây giờ ông ta đã biết cú đánh đó của mình không có tác dụng gì đối với Chu Dương, tức là cái chết của ông ta vô cùng uổng phí, điều này khiến ông ta không thể nào cam lòng. Không ngờ cậu lại có thực lực mạnh mẽ đến như vậy. Ông ta vô cùng kinh ngạc nói, dù sao ông ta đã nghe rõ những lời vừa rồi của Ngưu Xuyên. Bây giờ Chu Dương đã là hoàng đế võ giả. Chuyện này càng khiến ông ta tuyệt vọng hơn. Giết tôi đi, cậu đã thắng rồi, ông ta nói. Cho dù không cam lòng như thế nào, thì ông ta của bây giờ cũng chỉ còn cách chủ động lựa chọn cái chết mà thôi. Chỉ là ông ta cũng không sao hiểu được, cái tên Chu Dương này không phải chỉ là một đồ bỏ đi thôi sao? Sao có thể trở mình một cái đã trở thành hoàng đế võ giả rồi? Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng cả toàn bộ Hứa Gia đều bị anh đánh bại. Chu Dương không biết suy nghĩ lúc này của ông ta, anh chỉ bày ra một bộ dạng giễu cợt. Không cam lòng sao, Chu Dương hỏi. Trong lòng ông ta tự nhủ rằng không phải là cậu đang hỏi thừa đó chứ, ông đây phải chết như thế này sao có thể cam lòng được. Nhưng ông ta không hề nói ra câu này, bởi vì ông ta biết Chu Dương đang cười nhạo ông ta. Nhưng bây giờ ông ta đã thảm đến mức này rồi, còn gì để cười nhạo nữa đâu. Giờ đây ông ta chỉ hy vọng bản thân mình hàm oan mà chết. Muốn chết cũng không thể chết được, còn phải chết một cách không cam lòng như vậy. Nhưng ngay cả như vậy, thì đó cũng chỉ là những gì mà ông ta mong muốn mà thôi. Chu Dương không có ý định để ông ta chết dễ dàng như vậy. Cậu hãy đem lão già này giao cho Triệu Binh, để Triệu Binh chăm sóc thật tốt cho ông ta, về sau sẽ có ích, Chu Dương nói với Ngưu Xuyên. Ngưu Xuyên gật đầu, vác ông ta lên vai rồi bước ra ngoài. Ông ta giãy giụa chê y vai Ngưu Xuyên, Chu Dương, tên ma quỷ kia. Nếu cậu có gan thì để tôi chết đi. Tôi đã tàn phế như này rồi, cậu còn bắt tôi lại thì có bản lĩnh gì chứ? Ông ta không muốn sống nữa, giờ ông ta đã vậy rồi, sống tiếp cũng không có giá trị gì, chỉ bằng chết đi còn hơn. Do đó ông ta cố gắng chống cự. Chỉ có điều, rõ ràng sự phản kháng của ông ta không có tác dụng. Yên tâm đi, ông cũng không sống được bao lâu nữa đâu, Chu Dương vẫy tay, không để ý đến lão già đó nữa. Sống trong đau khổ. Nhưng nếu có thể được sống mãi như vậy thì cũng coi là có một chút hy vọng. Nhưng Chu Dương lại nói với ông ta rằng ông ta không thể sống lâu. Chuyện này khiến cho ông ta cảm thấy nhất định sẽ còn xảy ra những chuyện ngoài dự tính. Bắt đầu từ bây giờ trở đi, mỗi ngày ông ta đều phải chịu hành hạ dày vò, tính toán thời gian để xem khi nào mình sẽ chết. Đó chính là một cuộc sống còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Sau khi Ngưu Xuyên rời đi, Chu Dương đi đến dìu Thẩm Bích Quân ngồi dậy. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, Chu Dương cảm thấy đau lòng. Anh đã nhìn thấy tất cả. Lý do khiến Thẩm Bích Quân bị đánh thành như vậy đều là vì cô ấy dùng cả mạng sống của mình để ngăn chặn ông ta xông vào biệt thự. Chê y thực tế, cô ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường, mà hai ông già kia lại là tông sư võ giả. Dù dùng cả sinh mạng để phản kháng, thì cô ấy hoàn toàn không ngăn chặn được hai người họ. Nhưng mạng sống của con người lại là thứ thần kỳ nhất trong vũ trụ. Như mọi người đều biết, ngay cả những người bình thường cũng có tiềm năng vô tận tiềm ẩn sâu trong cơ thể. Có rất nhiều ví dụ về điều này, như trong sách giáo khoa có nói rằng một cô gái bị ô tô cán nát bên dưới.
Sau đó bố của cô gái đó vì để cứu con gái của mình, đã mạnh mẽ nâng cái xe có trọng lượng vài tấn đó lên. Đây dường như là một điều không thể, làm sao một người đàn ông bình thường có thể nâng được một chiếc ô tô nặng mấy tấn. Nhưng chuyện như thế thực sự đã xảy ra. Bởi vì bố của cô gái đó trong tình huống khẩn cấp, đã làm bùng phát tiềm năng ẩn sâu trong người ông ấy. Sau khi cứu được con gái của mình ra khỏi xe, người ta yêu cầu ông ấy nâng một chiếc ô tô có cùng trọng lượng lên lần nữa, nhưng dù ông ấy cố thế nào cũng không nâng lên được. Kể cả thưởng 20 triệu, ông ấy cũng không làm được. Bởi vì 20 triệu tiền thưởng không khiến ông ấy rơi vào trạng thái điên cuồng như thế, loại trạng thái đó chính là cảm giác muốn bỏ sự sống của bản thân mình, trong đầu chỉ có một mục tiêu duy nhất mới có thể cai iota siết và làm bùng nổ mọi tiềm năng trong cơ thể. Lúc đó Thẩm Bích Quân đã rơi vào trạng thái như vậy. Trong đầu cô ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất, dù như thế nào cũng phải cứu mẹ của Chu Dương, dù như thế nào cũng không thể để hai ông già đó xông vào biệt thự. Cho nên cô ấy đã bùng nổ mọi khả năng tiềm ẩn của bản thân mình. Trong trường hợp đó, dù không phải là đối thủ của hai tông sư võ giả kia, nhưng cô ấy vẫn có thể dùng sự kiên trì của bản thân mình để ngăn cản bọn họ. Chu Dương nhìn thấy cảnh tượng này, cho nên anh vô cùng cảm động. Có thể làm được điều này chứng tỏ Thẩm Bích Quân đã thực sự coi mẹ của Chu Dương như mẹ ruột thịt của mình. Cũng vì thế nên Chu Dương cảm thấy vô cùng xấu hổ với Thẩm Bích Quân. Thẩm Bích Quân bộc phát hết khả năng của mình. Lúc bị ông ta đá văng, cô ấy còn chưa ngất đi. Nhưng sau khi Chu Dương đến, gánh nặng trong lòng cũng được chút bỏ, nên cô ấy mới có thể thở phào nhẹ nhõm rồi ngất lịm. Chu Dương lặng lẽ nhìn người đẹp đang nằm trong vòng tay mình, sau khi lau giọt nước mắt ở khóe mắt, anh truyền một chút năng lượng từ cơ thể của mình vào người Thẩm Bích Quân. Bản thân anh là hoàng đế võ giả, năng lượng trong cơ thể anh vô cùng tinh khiết, có thể chữa được vết thương của con người nhanh nhất có thể. Chẳng mấy chốc, Thẩm Bích Quân yếu ớt từ từ mở mắt ra. Đầu tiên là cô ấy sửng sốt, bởi vì bộ dạng của Chu Dương đang ở trước mặt hơi nhếch nhác, giống như một kẻ lang thang. Sau đó cô ấy lại cười rồi nói, đúng là anh rồi. Chu Dương gật đầu, đúng vậy, sao tôi có thể trơ mắt nhìn cô bị dồn đến đường cùng được. Thẩm Bích Quân lắc đầu, khẽ nói, ý tôi là anh nhìn xấu xí lắm. Trước khi ngất xỉu, tôi thấy một cái bóng đen lao tới, nghĩ đó nhất định là đồ khốn nạn nhà anh, nên tôi mới ngất đi. Người bình thường sẽ không xấu như vậy. Hả, Chu Dương hơi phiền muộn. Bỗng chốc không biết nên trả lời như thế nào. Vừa rồi không phải còn rất tốt sao? Bầu không khí không phải là rất cảm động à? Không phải là vào lúc này hai người nên nói những lời rất cảm động ư? Anh rất xấu xí là chuyện gì chứ? Hơn nữa bản thân anh xấu đến mức đó sao? Tuy rằng ở trên Y Thánh Sơn 2 tháng đúng là hơi nhếch nhác, nhưng cũng không đến mức xấu xí chứ. Anh sờ mũi của mình. Cảm thấy phản bác lại lời Thẩm Bích Quân cũng không đúng, mà không phản bác lại cũng không ổn. Thẩm Bích Quân nhìn thẳng vào anh. Một lúc sau, cô lại lên tiếng, tôi làm được rồi, tôi đã bảo vệ được mẹ chúng ta rồi. Chúng ta, mẹ chúng ta, Chu Dương hơi do dự, đột nhiên nghĩ đến, có khi nào Thẩm Bích Quân cố tình nói như vậy. Cô ấy muốn có một danh phận với anh sao? Nếu như là trước kia, Chu Dương nhất định sẽ từ chối thẳng thừng. Nhưng bây giờ anh lại không thể nói ra được. Chương 936, lời mời của hổ gia. Thẩm Bích Quân đã hy sinh bao nhiêu thứ vì anh. Bản thân Chu Dương không tính nổi, cô ấy đã từng đỡ giao cho anh, thậm chí rất nhiều lần công khai đứng về phía anh bằng mọi giá. Mà lần này, lại vì anh và mẹ của anh suýt chút nữa bị hai lão già đó đánh chết. Chu Dương chắc chắn rằng, Thẩm Bích Quân là một người phụ nữ có thể hy sinh cả tính mạng vì anh. Anh nợ Thẩm Bích Quân quá nhiều, nếu cần anh cũng có thể dùng cả tính mạng của mình để trả lại. Mà bây giờ, Thẩm Bích Quân chỉ tùy tiện nói một câu mẹ chúng ta, điều này là một mong ước nhỏ nhoi, một yêu cầu của Thẩm Bích Quân mà thôi, Chu Dương nỡ lòng nào cự tuyệt đây. Anh thấy mình không thể từ chối. Vì vậy liền nói, đúng, đúng, cô làm được, cô bảo vệ được mẹ chúng ta rồi. Thẩm Bích Quân nhìn vào mắt Chu Dương. Bất chợt cười nhạt, anh định lợi dụng tôi đấy à? Hả, lần này đến lượt Chu Dương sững sờ. Chị gái à, cô là người nói mẹ chúng ta trước mà. Tôi chỉ là tát nước theo mưa thôi, sao lại là lợi dụng cô được?
Không, không có đâu, tôi lợi dụng gì chứ? Chu Dương hơi ngượng ngùng nói, tôi chỉ nói mẹ chúng ta thôi mà, sao lại là lợi dụng cô được? Có phải anh xem tôi là vợ anh không? Thẩm Bích Quân hỏi, ánh mắt mong đợi. Tôi, phải, tôi coi cô như vợ mình. Chu Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc kệ việc phải giải thích ra sao với Tạ Linh Ngọc. Lần này, dù thế nào anh cũng không thể có lỗi với Thẩm Bích Quân nữa. Nghe Chu Dương nói vậy, hiển nhiên Thẩm Bích Quân vô cùng vui mừng. Nhưng vẫn cứng miệng nói, hừ, còn dám nói không chiếm lợi của tôi, coi tôi là vợ anh, nhưng tôi vốn dĩ không phải. Cô hiểu rất rõ về mối quan hệ giữa hai người. Cô thích Chu Dương, điều này cô rõ ràng hơn ai hết. Cô không dám chắc Chu Dương có thích cô hay không, nhưng cô biết, Chu Dương có cảm tình với mình. Cứ coi như là hai bên tình trong như đã vẻ ngoài còn e. Nhưng Chu Dương đã có vợ, chuyện này Thẩm Bích Quân vĩnh viễn không thể quên. Cô chỉ có thể mạnh miệng chiếm chút lợi ích, trêu ghẹo Chu Dương, nhưng trước khi Chu Dương ly hôn với Tạ Linh, cô không thể chính thức tỏ lòng với anh. Vì vậy, mặc dù cô mãn nguyện vì được Chu Dương gọi là vợ một lần, nhưng bản thân cô không thể thừa nhận. Tôi gọi mẹ chúng ta, không phải vì tôi coi mình là vợ anh, mà là vì tôi thật sự xem mẹ anh như mẹ của tôi. Trong lòng tôi, bà ấy là mẹ ruột của tôi, chẳng liên quan gì đến anh hết, anh đừng nghĩ nhiều, Thẩm Bích Quân cười nói. Chỉ là, nụ cười này có phần chua xót. Lúc này Chu Dương cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể đáp lại, được rồi, đừng nói thêm nữa, tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Mặc dù anh đã dùng chân khí chữa trị vết thương chê y người Thẩm Bích Quân, nhưng một người bị thương nặng như vậy, chắc chắn không thể hồi phục trong chốc lát. Nếu là bản thân Chu Dương, dựa vào thể chất mạnh mẽ của hoàng đế võ giả, đương nhiên có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng cơ thể Thẩm Bích Quân quá yếu. Ngay cả khi có Chu Dương phục hồi chấn thương cho cô, thân thể vẫn cần điều dưỡng một thời gian. Thẩm Bích Quân không từ chối, dẫu sao cô đã bị thương thành thế này, không muốn đến bệnh viện thì đúng là kẻ ngốc. Nhưng trước khi đến bệnh viện, dường như nhớ ra chuyện gì đó, cô lấy điện thoại ra gọi cho bà Chu. Mẹ vẫn đang đợi tôi ở biệt thự, tôi gọi điện giải thích với bà, nếu không bà sẽ lo lắng. Chu Dương sửng sốt, sau đó liền gật đầu, cảm động trước sự chu đáo của Thẩm Bích Quân. Đúng là bà Chu vẫn luôn ở biệt thự chờ đợi. Hơn nữa còn luôn chờ trước cửa. Bà tận mắt nhìn Thẩm Bích Quân đi ra từ cổng lớn, sau đó cánh cổng không hề đóng lại, Thẩm Bích Quân cũng không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì, con bé ra ngoài không đóng cổng lại sao? Bà không tin Thẩm Bích Quân đi ra ngoài, bởi vì theo tính cách của Thẩm Bích Quân nếu thật sự muốn ra ngoài sẽ nói với bà một tiếng, sau đó sẽ đóng cửa lại. Giống như bây giờ, không nói lời nào, cổng không đóng, cũng không có tin tức gì, bà Chu nghi ngờ, có khi nào Thẩm Bích Quân bị bắt cóc hay không? Ngay khi bà đang bối rối không biết nên làm gì, điện thoại trong tay đổ chuông. Cô à, Chu Dương về rồi. Cháu và anh ấy cần làm vài việc, đến tối mới về nhà được, giọng nói của Thẩm Bích Quân phát ra từ di động. Chu Dương về rồi sao, bà Chu hơi nghi ngờ, Tiểu Quân, bây giờ cháu đang ở đâu? Nếu Thẩm Bích Quân nói đã đi xa, bà Chu sẽ báo cảnh sát ngay. Bởi vì bà tin chắc rằng Thẩm Bích Quân vẫn chưa rời đi. Cháu đang ở trước cổng ạ, bây giờ cháu đóng cổng lại rồi đi đây, bóng dáng Thẩm Bích Quân xuất hiện ở cổng lớn. Sau đó vẫy tay với bà Chu. Lúc này bà Chu mới yên tâm, nhưng lòng vẫn còn phiền muộn, Chu Dương quay về rồi, sao không đến gặp mình? Mẹ, bên con có việc gấp, buổi tối gặp sau nhé, Chu Dương nói. Bộ dạng hiện giờ của anh như một kẻ lang thang, không tiện gặp bà Chu. Thẩm Bích Quân đóng cổng lại, Chu Dương lái xe đưa cô đến thẳng bệnh viện. Chu Dương chạy lên chạy xuống bận rộn vì Thẩm Bích Quân. Kết quả kiểm tra Thẩm Bích Quân không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng 2 ngày là được. Chu Dương đi mua đồ ăn cho Thẩm Bích Quân, sau đó đưa cô vào phòng chăm sóc đặc biệt mới yên tâm. Tôi hoàn toàn có thể về nhà tĩnh dưỡng mà, Thẩm Bích Quân nói, anh cũng xem thường tôi quá đó. Thực ra trải qua một thời gian hồi phục, Thẩm Bích Quân thấy tốt hơn nhiều, có thể tự mình đi lại, nhưng Chu Dương vẫn chăm sóc cô như chăm sóc người tàn tật. Khiến cô cảm thấy có phần dở khóc dở cười. Được rồi, cô cứ ngoan ngoãn ở đây đi,
Chu Dương nói, cho dù cô có thể về nhà thì tôi cũng phải về cùng cô. Nhưng bộ dạng này của tôi, sao về cùng cô được đây, vì vậy ít nhất cũng chờ tôi ra ngoài mua quần áo, cắt tóc, rồi mới có thể về cùng cô. Chúng ta ở đây mấy tiếng thôi, được không? Thẩm Bích Quân nghĩ cũng đúng, liền đồng ý, sau đó để Chu Dương tự ra ngoài đi mua quần áo. Vốn dĩ Chu Dương định đi mua quần áo, nhưng anh vừa ra khỏi cổng bệnh viện lại nhận được điện thoại của Hổ Gia. Hổ Gia ư, sau khi nhìn thấy tên người đang gọi đến, trong ánh mắt Chu Dương lướt qua chút hồi ức. Anh nhớ lại thân phận khá phức tạp của Hổ Gia. Ông ấy có quan hệ với cả Tôn Gia và Hứa Gia. Nếu năm đó không có chuyện ông ấy và bố bị đuổi khỏi Tôn Gia thì có lẽ ông ấy sẽ không về nhà mẹ đẻ ở Hứa Gia và đổi tên từ Tôn Thành Hổ sang Hứa Tông Hổ, từ đó cắt đứt quan hệ với Tôn Gia, rồi gia nhập nhánh phụ Hứa Gia. Hổ Gia là một người có quan hệ vô cùng thân cận với anh. Ít nhất là trước kia khi Chu Dương còn chưa chín chắn, Hổ Gia đã giúp đỡ anh rất nhiều. Theo lý mà nói, bây giờ Chu Dương nên dốc sức giúp đỡ Hổ Gia mới phải. Nhưng không biết Hổ Gia nghĩ thế nào. Thậm chí mình nhận cuộc gọi này, không rõ có phải cuộc gọi hỏi tội hay không, phải biết rằng lúc ở Thánh Sơn, Chu Dương đã tự tay giết Hứa Thiên Long. Dù mọi chuyện đều có lý do, nhưng Chu Dương không dám chắc nhánh phụ của Hứa Gia sẽ xử lý việc này như thế nào. Có lẽ, sau này hai bên không thể làm bạn nữa rồi. Anh nhận cuộc gọi, Hổ Gia, lâu rồi không gặp. Bên kia điện thoại Hổ Gia im lặng một hồi. Thằng nhóc cậu vượt ngoài dự đoán của tôi đó, trưởng thành nhanh đến vậy. Đến nhà ngồi chơi một lát liệu có tiện không? Chương 937, đi chung xe. Thực sự chỉ muốn mời mình đến chơi thôi sao? Chu Dương hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ, chuyện mình giết Hứa Thiên Long, nhánh phụ Hứa Gia không quan tâm chút nào sao? Nếu là như vậy, thì nhánh phụ Hứa Gia này, đúng là một gia tộc thấu tình đạt lý. Chuyện hợp tác giữa mình và bọn họ, có thể có bước tiến mới. Nhưng Chu Dương cũng hiểu, cái gọi là gia tộc lớn này, chẳng có mấy người làm được chuyện thấu tình đạt lý, hiểu biết sâu rộng như vậy. Ngoài mặt có vẻ như là mời mình đến chơi, nhưng nói không chừng lại là một cái bẫy. Chỉ có điều, bây giờ với Chu Dương, dù có là cái bẫy cũng chẳng sao, nếu đối phương mời anh uống rượu ăn ngon, vậy anh sẽ coi đối phương như anh em tri kỷ. Nếu bữa tiệc này thực sự là một cái bẫy, vậy mình nên ăn thì ăn, nên uống cứ uống, đến lúc đó thẳng tay chém giết là xong. Đây chính là sự tự tin của Hoàng đế võ giả. Chu Dương quyết định không mua quần áo và cắt tóc nữa, anh gọi xe đến thẳng khách sạn Huy Hoàng. Đương nhiên anh có thể chạy qua đó, hơn nữa còn nhanh hơn đi taxi nhiều, chỉ là, đây dù gì cũng là nơi phố xá sầm uất, anh cả ngày chạy qua chạy lại với tốc độ khác người, e rằng sẽ sớm trở thành truyền thuyết lan khắp thành phố mất. Để tránh rắc rối, anh chọn đi taxi. Lái xe taxi là một người nhiệt tình, thấy dáng vẻ của Chu Dương thì không khỏi bĩu môi, tôi nói này anh bạn, cậu đừng đùa tôi, cậu muốn đến khách sạn Huy Hoàng thật à? Chu Dương ngẩn người, đương nhiên là mình muốn đến khách sạn Huy Hoàng, đó là xào huyệt của Hổ Gia mà, không đến khách sạn Huy Hoàng thì còn đi đâu nữa? Địa chỉ này có vấn đề gì sao? Địa chỉ không thành vấn đề. Nhưng tôi thấy bộ dạng này của cậu có đến đó cũng không vào được đâu, với lại, chê y người cậu thực sự có tiền không, không định quỵt tiền xe đấy chứ, tài xế nói bằng giọng trêu đùa. Xem ra, tài xế là một người thẳng thắn, mặc dù lời nói khó nghe nhưng không hề có ác ý. Ngoài miệng anh ta nói vậy nhưng cũng không nói muốn đuổi Chu Dương xuống xe. Chê y thực tế, dáng vẻ bây giờ của Chu Dương không lịch sự lắm, nếu tài xế thật sự nghi ngờ anh quỵt tiền xe thì cũng có lý. Nhưng người tài xế này hoàn toàn không có ý đuổi Chu Dương xuống, còn có thiện cảm với Chu Dương. Không sao, tôi không quỵt tiền xe đâu, cho dù tôi không có tiền chê y người, ở khách sạn Huy Hoàng tôi cũng có bạn, đến đó tôi bảo bạn trả tiền cho anh. Chu Dương cười nói. Tài xế nghe xong cũng cười theo. Được rồi, thôi bỏ đi, nhìn cậu thế này, ngay cả phục vụ của khách sạn Huy Hoàng cũng không làm bạn với cậu đâu. Thêm nữa. Sau này cậu đừng chém gió như vậy nữa, bối cảnh của khách sạn Huy Hoàng không tầm thường, nếu cậu thấy sang bắt quàng làm họ bị người ta nghe được, hậu quả rất nghiêm trọng đó. Tài xế nói liền mạch một hồi, nhưng Chu Dương nghe xong, lập tức nhận ra có điều bất thường. Anh tài xế này hình như biết chuyện gì đó. Hả,
bối cảnh của họ không tầm thường là thế nào. Nếu tôi thấy Sang Bát Quàng làm họ mà bị biết được, sẽ có kết cục ra sao? Chu Dương giả vờ ngây ngô hỏi. Quả nhiên, người tài xế nhiệt tình lại bắt đầu giải thích, tôi nói cho cậu nghe này, cậu không thể ra vẻ không sợ trời không sợ đất thế được. Ông chủ của khách sạn Huy Hoàng này là Hổ Gia, người thống trị toàn bộ thế giới ngầm năm xưa, là một kẻ vô cùng tàn nhẫn. Tôi có một đứa cháu gái, năm đó ở khách sạn Huy Hoàng bị người khác chọc ghẹo, lúc cả gia đình tôi vội vã chạy đến, bị người của khách sạn Huy Hoàng cưỡng ép đuổi ra ngoài. Trắng trợn dùng vũ lực, dù báo cảnh sát cũng không được. Còn có chuyện như vậy sao? Nhưng việc này không có gì khó hiểu cả, bên cạnh Hổ Gia đúng là có nuôi một đám côn đồ, Hổ Gia năm đó, đúng là sẽ dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Hơn nữa với địa vị của Hổ Gia, cho dù công khai ức hát Iota một người thường cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. Chắc chắn không thể đánh bại Hổ Gia chỉ bằng việc báo cảnh sát được. Có điều, nghe chuyện này, Hổ Gia xem chừng khá vô lý. Vậy lát nữa đến khách sạn Huy Hoàng Anh vào cùng tôi dẫn anh đi đòi lại công bằng. Tất nhiên tài xế chỉ coi câu nói đó là lời nói đùa mà thôi. Tài xế thấy chàng trai trẻ Chu Dương này khá thú vị, rõ ràng là một kẻ lang thang, nhưng trình độ chém gió không vừa. Trên y đường, họ tình cờ gặp một người phụ nữ đang gọi taxi. Người anh em, đi chung xe có được không? Tài xế hỏi Chu Dương, người phụ nữ này mà cùng đường, thì để cô ta lên đi, đến lúc đó cậu có thể đi xe miễn phí, ít nhất tôi cũng không phải chịu thiệt. Tài xế lại trêu chọc Chu Dương, cậu nhìn kìa, người phụ nữ này thật xinh đẹp. Đó quả thật là một cô gái rất đẹp, khoảng 30 tuổi, dáng vẻ duyên dáng cao sang, mặc một bộ đồ lộ đôi chân thẳng tắp mịn màng. Người phụ nữ này rất thành thục, mỗi động tác đều cho người khác cảm giác là một người làm vợ rất tốt. Vậy thì đi cùng đi, Chu Dương thờ ơ nói. Đương nhiên, Chu Dương đồng ý để người phụ nữ đó lên xe, không phải vì cô ta xinh đẹp. Đến đây, tài xế dừng xe ở ven đường hỏi han một hồi. Người phụ nữ đó cũng đi đến khách sạn Huy Hoàng, liền để cô ta lên xe. Người phụ nữ mở cửa ghế sau, đột nhiên sững sờ, chê y xe mấy người còn chở cả người lang thang nữa à? Người phụ nữ nhìn thấy Chu Dương, sắc mặt khó chịu nói. Phu nhân, vị tiên sinh này cũng là hành khách của tôi, không phải kẻ lang thang, tài xế ngại ngùng nói. Hai người cùng đường đến khách sạn Huy Hoàng, tôi nghĩ rằng hai người đi chung xe. Như vậy có thể chia đôi tiền xe. Tất nhiên nếu cô thấy không hài lòng, có thể xuống xe. Anh nói linh tinh cái gì vậy? Bà đây thiếu chút tiền xe của anh chắc. Người phụ nữ tức giận, tôi trả anh gấp đôi. Mau đuổi tên lang thang này xuống xe cho tôi. Tài xế lúng túng nhìn Chu Dương. Khi Chu Dương nghĩ tài xế định đuổi anh xuống xe, anh ta bỗng nhiên nói, phu nhân, giá vé của chúng tôi có quy định rất nghiêm ngặt. Và lại, vị hành khách này lên xe trước, nếu cô không muốn ngồi chung xe, cô có thể xuống. Chu Dương hơi sửng sốt, không ngờ người tài xế lại có khí phách như vậy. Mà người phụ nữ cũng trừng mắt, tên tài xế đáng ghét này, có biết mình đang nói chuyện với ai không hả? Anh quyết định không đuổi tên lang thang này xuống xe. Không, tài xế quả quyết nói. Cùng là người thuộc tầng lớp thấp, tài xế thấy quý Chu Dương hơn. Hơn nữa, anh ta làm theo đúng nguyên tắc của công ty vận tải. Không được chủ động cự tuyệt hành khách, Chu Dương người ta rõ ràng lên xe trước, vì sao lại phải đuổi Chu Dương xuống xe? Tất nhiên, nguyên tắc là vậy, nhưng trong cái xã hội này có được bao nhiêu người thực sự sẵn lòng tuân theo? Được, tên tài xế chết tiệt này, bắt tôi xuống xe đúng không, vậy chúng ta cứ chờ xem. Đừng làm lỡ thời gian của bà đây, tôi có bạn ở khách sạn Huy Hoàng. Đợi khi đến đó, tôi sẽ cho anh biết tay. Chương 938, đều đến để đón tiếp tôi. Người phụ nữ này xem ra rất bận rộn, dù cô ta không hài lòng về Chu Dương, nhưng cũng không muốn chờ chiếc xe tiếp theo. Tuy rằng tự cô ta chọn ngồi chung xe với anh, nhưng rõ ràng cô ta đổ lỗi này lên tài xế và Chu Dương. Hai kẻ hạ đẳng hèn hạ các người, mau chở tôi đi. Một tên tài xế hôi hám. Một tên lang thang dám đắc tội với tôi, đợi đến khách sạn Huy Hoàng, tôi muốn hai người quỳ xuống xin lỗi, người phụ nữ hung hãn nói. Cái loại rẻ rúng như này mà cũng đến khách sạn Huy Hoàng. Anh ta đi đến đó làm gì? Xin cơm à?
Chồng tôi là thành viên nội bộ của khách sạn, tôi nói cho anh biết, đợi đến khách sạn rồi, các người chạy không thoát đâu. Người phụ nữ la lối om sòm khiến Chu Dương không nhịn nổi, mà nguyên nhân quan trọng hơn là, người tài xế nhiệt tình khi nãy giờ cũng im lặng. Sắc mặt tài xế tái xanh, tay chân run lẩy bẩy. Rõ ràng, anh tài xế đã bị người phụ nữ kia hù dọa. Vừa rồi cô ta nhấn mạnh đến sức mạnh của khách sạn Huy Hoàng, đừng có tùy tiện động tới khách sạn. Bây giờ, tự anh ta vi phạm điều này. Vì giúp đỡ Chu Dương, anh ta chọn cách khiêu khích người phụ nữ có quan hệ với khách sạn Huy Hoàng, nên rõ ràng anh ta đang rất sợ. Thấy vậy, Chu Dương không nhịn nổi, quay lại tát cô gái kia một cái. Anh, sao thằng danh thối tha nhà anh lại đánh tôi, khuôn mặt cô ta lộ vẻ bất ngờ, hét lên om sòm. Hừ, tôi không dám, Chu Dương vừa nói, vừa vung thêm cái bạt tai nữa. Anh còn đánh tiếp. Không phải anh nói anh không dám sao, cô ta kinh hãi. Tên ăn mày này điên rồi à? Sao lại dám ra tay với cô ta? Mà lúc hỏi hắn, hắn còn nói không dám. Đúng thế, tôi nói là tôi không dám, Chu Dương lại cho cô ta thêm cái bạt tai. Cô nghĩ tôi nói thật à, Chu Dương hỏi. Nói thật không, người phụ nữ y gờ lung, lấy tay che mặt. Anh lừa tôi, bỗng cô ta nhận ra mình bị Chu Dương lừa. Chu Dương miệng nói không dám đánh, nhưng tay thì vẫn vung lên liên tục. Không phải tôi lừa cô, mà do cô ngu đần quá, Chu Dương nói thầm. Anh tát người phụ nữ thêm vài cái nữa trước khi chán nản, nói cô có bị ngu không? Tôi đã tát cô rồi mà cô còn hỏi tôi có dám không? Vì cô hỏi rồi nên tôi đành nói không dám, nếu không chẳng phải sẽ làm cô mất mặt thêm sao. Mà đương nhiên, điều này không ngăn tôi tiếp tục đánh cô. Chu Dương ung dung trả lời. Người phụ nữ định nói thêm, nhưng vừa mở miệng đã bị Chu Dương tát cho cái nữa, im miệng, cô nói thêm một chữ, tôi sẽ tát cô một cái. Chu Dương hung hãn uy hát iota. Anh không muốn nghe cô ta làm nhảm thêm. Đây chỉ là lời đe dọa suông. Chu Dương đã từng nghe quá nhiều rồi. Người phụ nữ này đúng là muốn uy hát iota Chu Dương, nhưng sau vài cái bạt tai đã thành thật hơn. Cô ta đành phải dồn nén sự tức giận vào lòng. Đến lúc tới khách sạn Huy Hoàng, cô ta sẽ trả thù đầy đủ. Thậm chí muốn trả thù mạnh gấp 10.000 lần. Cô ta hận Chu Dương thấu trời, trong lòng thầm nghĩ ra 10.000 cách giết Chu Dương, chỉ vậy mới tiêu tan được chút giận dữ trong lòng. Chu Dương không quan tâm, chỉ muốn người phụ nữ này ngậm miệng lại, như vậy là được. Lúc này, anh tài xế bên cạnh cũng trấn tĩnh hơn, thầm giơ ngón tay cái về hướng Chu Dương. Chu Dương mỉm cười, không để ý nhiều. Xe nhanh chóng đến trước cửa khách sạn Huy Hoàng, người phụ nữ trong xe lúc này bắt đầu hét ầm lên. Vì cô ta thấy trước cửa khách sạn là một đống người nhốn nháo. Trong đó, cô ta liếc thấy được chồng mình. Ha ha. Các người chết chắc rồi. Thấy không, đó là chồng tôi, người phụ nữ chỉ người quần áo đen đứng cạnh hổ ra. Thấy vậy, sắc mặt anh tài xế cứng đơ lại. Còn Chu Dương coi như chẳng có chuyện gì, bộ dạng thảnh thơi như cũ, quay xuống tát người phụ nữ lần nữa. Anh vẫn dám đánh tôi, cô ta kinh ngạc. Đến cửa khách sạn mà tên lang thang này vẫn dám đánh cô ta. Không sao, giờ cô nói được rồi, Chu Dương lười biếng đáp. Bây giờ tôi đánh cô không phải vì cô làm nhảm nữa, mà tôi đánh cho vui thôi. Muốn nói gì thì nói đi, ngứa tay thì tôi tát cô vài cái nữa. Hừ, tôi xem anh đắc ý được mấy giây, ánh mắt cô ta thoáng qua một tia thù hận, sau đó mở cửa xe, hét lên với người ở bên ngoài, anh yêu, em ở đây. Người áo đen đứng cạnh hổ ra thấy cô ta thì vội nói nhỏ với hổ ra mấy câu, được ông gật đầu mới nhanh chóng chạy về phía xe taxi. Còn sắc mặt anh tài xế tái mét lại khi đạp chân phanh cho xe dừng. Xong rồi, lần này xong đời rồi, tài xế nghĩ vậy, nhìn Chu Dương nói, người anh em, cậu chạy mau đi, tôi không đánh cô ta, chắc bọn họ sẽ không làm gì tôi đâu. Chạy gì mà chạy, Chu Dương nhún vai, anh nghĩ sao nhiều người lại đứng đây như vậy? Tại sao, không phải bọn họ định đánh hội đồng chúng ta chứ? Thế thì xong rồi, cậu chạy cũng không thoát đâu. Đúng phân nửa, đúng là họ sẽ chạy về phía chúng ta, nhưng không phải để đánh, mà để đón, Chu Dương ra vẻ bình thản nói. Tài xế không nói nổi,
trong đầu nghĩ cảnh giới của tên lang thang này đúng là không giống ai, sắp chết mà vẫn khoác lác. Đúng là khoác lác còn quan trọng hơn mạng sống. Khuôn mặt người phụ nữ kia đầy sự khinh bỉ, nhưng cô ta ngày càng hưng phấn khi thấy người áo đen chạy tới. Cục cưng của anh, hôm nay mặt em sưng quá, người áo đen nhìn vợ mình, ngập ngừng mãi không thôi. Cục cưng, là tên này, chê y xe hắn bắt nạt em, đánh em làm mặt em sưng như vậy, người phụ nữ chỉ vào Chu Dương. Người quần áo đen nhìn Chu Dương một cách âm trầm. Ha ha, xin chào, Chu Dương cười híp mắt chào hỏi. Thằng nhãi to gan, mày dám đánh vợ tao, mày tin tao chém mày chết không, người mặc đồ đen hung hăng uy hát yêu ta. Rõ ràng hắn không biết Chu Dương. Không tin, Chu Dương dứt khoát lắc đầu, hôm nay các người tập trung đông như vậy, là vì có chuyện, đánh tôi sẽ không khiến anh trễ việc chứ. Sắc mặt người mặc đồ đen cứng đờ. Không sai, hôm nay bọn họ ra đây đông như thế là để đón tiếp Chu Dương. Theo lý thì giờ Chu Dương cũng sắp tới. Nếu lúc hắn đánh người lại đúng thời điểm Chu Dương đến thì hành vi đó không lịch sự chút nào. Khéo hổ ra còn đánh hắn. Nên lúc này hắn không dám ra tay với Chu Dương. Nhưng điều này không có nghĩa hắn ta hết cách với anh. Thằng danh, ngoan ngoãn xuống xe cho tao, đợi mọi chuyện kết thúc, tao sẽ cho mày một bài học. Tôi không xuống, bảo ông chủ các anh ra đây đón tôi, Chu Dương đáp lại. Chương 939, lại bị đánh. Người mặc đồ đen thực sự không muốn ra tay lúc này với Chu Dương, nhưng không có nghĩa hắn không có cách để tóm được anh. Tên danh, mày nghĩ nói không muốn xuống xe là có thể ngồi mãi chê y đó à? Người mặc đồ đen nhanh chóng khoát tay, có hai người mặc đồ đen khác từ phía sau lập tức chạy tới, bọn họ rõ ràng muốn ép Chu Dương xuống xe. Chồng, nhất định không được bỏ qua cho hắn. Tên danh này dám đánh em, anh phải khiến hắn sống không bằng chết. Người phụ nữ đứng bên cạnh hét lên. Đúng rồi, còn tên tài xế kia cũng không phải thứ tốt đẹp gì, phải bắt cả hai bọn họ lại. Vợ yên tâm, hôm nay bọn họ có mọc cánh cũng không thoát được, do ngồi chê y xe nên anh mới không có cách nào thôi, người mặc đồ đen chân thành đáp. Anh tài xế ngồi bên cạnh cứng họng không nói nổi. Anh ta rất ngạc nhiên trước thái độ của Chu Dương, tâm trạng Chu Dương tốt thật. Nhìn phe đối phương nhốn nháo mấy chục người mà vẫn dám ngồi chê y xe khoác lác. Hơn nữa, hai người mặc đồ đen khác chạy lại, nên giờ bọn họ muốn lao xe đi cũng không được. Tài xế khá luống cuống. Hay anh ta cứ đánh liều ngồi chung chỗ với Chu Dương. Hai người mặc đồ đen kia tới gần, bước tới trước xe, hỏi người mặc đồ đen đầu tiên, A Sung, chuyện gì vậy? Chồng của người phụ nữ kia, tên là A Sung. Nhìn dáng vẻ dưới trướng hổ ra, cũng coi như có chút địa vị, ra lệnh được mấy tên đàn em. Mau lôi hai người chê y xuống, A Sung chỉ Chu Dương và tài xế rồi nói. Hai người mặc đồ đen tuân lệnh, nhanh chóng ra tay. Từ đã, lúc này Chu Dương lên tiếng. Ánh mắt anh lộ rõ sự nguy hiểm, các người nhất định phải dùng cách này mời tôi xuống xe sao? Người mặc đồ đen định dùng sức cưỡng chế Chu Dương và tài xế xuống xe, thấy ánh mắt anh thì vô thức lo sợ. Đó là ánh mắt gì vậy? Sao lại có áp lực lớn như vậy? Ngay cả hổ ra cũng không khiến bọn họ áp lực như thế. Bọn họ lập tức do dự. Anh yêu, anh làm gì vậy? Mau lôi bọn họ xuống, người phụ nữ lại lên tiếng. A Sung cắn răng, dù nhận ra Chu Dương không phải người bình thường. Nhưng tình huống bây giờ hắn cũng không nghĩ nhiều được. Mau kéo bọn họ xuống rồi nói sau, A Sung nói. Hai người áo đen còn lại cũng không do dự nữa, nhanh chóng ra tay. Lúc này, hổ ra cách đó không xa quan sát, bắt đầu bước tới. A Sung, chuyện gì thế? Cậu ở đó xử lý cái gì lâu vậy? Định để Chu tiên sinh nhìn thấy chê cười à? Giọng hổ ra nghiêm túc. A Sung sợ hết hồn. Vội nói, không có gì đâu hổ ra, chỉ là mấy tên tầm thường có mắt như mù, tôi sẽ đưa bọn họ qua một bên xử lý. Hai cậu, mau ra tay, A Sung ra lệnh. Hai người mặc đồ đen kia không chút do dự, dứt khoát mở cửa, định kéo Chu Dương và tài xế xuống. Nhưng Chu Dương không để bọn họ kéo, mà anh tự mình xuống xe, chào hổ ra. Hổ ra, lâu ngày không gặp. Ông định chào đón tôi bằng cách này sao? Khóe miệng Chu Dương nhếch lên cười. Hổ ra bối rối. Chuyện gì vậy?
Sao Chu Dương lại bước xuống xe? Không phải đó là hai tên tầm thường có mắt như mù à? Chu Dương là một trong những nhân vật tầm thường đó sao? Chu tiên sinh, chuyện gì vậy? Hổ ra lúng túng cười hỏi. Chuyện gì à? Ông hỏi anh ta đi, ánh mắt Chu Dương lạnh lùng. Anh vô cùng thất vọng về Hổ ra. Dù trước kia Hổ ra giúp anh rất nhiều. Chu Dương cũng là người trọng tình nghĩa, nên anh ấn tượng rất tốt với Hổ ra, còn dự định tăng cường hợp tác hai bên. Nhưng anh nhận ra, anh và Hổ gia hoàn toàn không phải người chung chí hướng. Đầu tiên, bối cảnh trước đây của Hổ gia có thể nói không sạch sẽ. Chu Dương cũng không quá quan tâm, người có bối cảnh cũng có thể là một hảo hán vô cùng trượng nghĩa, có nguyên tắc làm việc. Nhưng nhóm của Hổ gia rõ ràng không như vậy. Anh tài xế trước đây đã nói, anh ta có một cháu gái bị làm nhục ở khách sạn Huy Hoàng, nhưng lúc bọn họ đến đây đòi lại công bằng thì bị đuổi thẳng ra ngoài. Lần này, người phụ nữ cậy thế ăn hát yêu ta người khác, vô cớ bắt nạt người bình thường, dựa vào việc cô ta có khách sạn Huy Hoàng chống lưng. Đàn em của mình muốn làm gì thì làm, không có nguyên tắc, bắt nạt kẻ yếu, nếu đàn em của Hổ gia là nhóm người như vậy, thì Chu Dương phải cân nhắc kỹ, có nên tiếp tục hợp tác với ông nữa không? Hai người không có tiếng nói chung thì khó đàm phán được. Hổ gia giúp anh, sau này anh sẽ giúp lại. Nhưng hai bên không thể làm cộng sự, nếu Hổ gia không thể cho anh câu trả lời thỏa đáng về chuyện hôm nay. Hiển nhiên Hổ gia hơi y gờ lung, vội nhìn A Sung, chuyện gì vậy? Sắc mặt Hổ gia tối sầm lại. Sao trong miệng A Sung, Chu Dương lại trở thành kẻ tầm thường có mắt như mù? Nhất định A Sung phải cho ông ta lời giải thích. Nhưng thực tế, A Sung cũng mờ mịt. Đùa gì vậy? Nếu hắn biết cái người như kẻ lang thang này là Chu Dương, có đánh chết hắn cũng không dám làm chuyện như vậy. Nên hắn nhìn vợ mình. Vợ A Sung nhìn mọi người xung quanh, sau đó nhìn Chu Dương. Mọi người đang nói gì thế? Tên lang thang này, hắn đánh tôi. Tôi nhờ A Sung giúp trả thù là sai sao? Các người không phải khách sạn Huy Hoàng vô địch Đông Hải à? Sao dạy dỗ một thằng lưu manh mà khó khăn đến vậy ư? A Sung, anh có làm được hay không? Người phụ nữ khinh bỉ ra mặt. Sắc mặt A Sung hơi khó coi, còn Chu Dương thì hứng thú vỗ tay. Thú vị lắm, khách sạn Huy Hoàng vô địch Đông Hải. Hổ ra, là do ông nói những lời này à? Sắc mặt Hổ ra tối sầm lại, nhìn A Sung, ai nói với cậu cái này? A Sung tát vợ một cái, xúc sinh, ai cho cô nói năng bậy bạ? Bắt đầu từ bây giờ chúng ta chia tay, cô cút càng xa càng tốt. A Sung giận dữ nói. Thầm chửi vợ mình là đồ xúc sinh, chẳng lẽ cục diện giờ như nào còn nhìn chưa rõ sao? Dám ở đây ăn nói bậy bạ. Người phụ nữ bị tát cho ngu người. Cô ta không chấp nhận nổi, vừa rồi bị một tên lang bà tát cho mười mấy cái, giờ lại bị đánh tiếp. Chương 940, đây là anh trai tôi. Mấu chốt là... Lần này người đánh cô ta, lại là chỗ dựa của cô ta. Lý do cô ta quen thói bắt nạt kẻ yếu, mở miệng nói lời hèn hạ với người khác như vậy, rõ ràng là liên quan đến A Sung. Vì A Sung là chỗ dựa của cô ta, nên cô ta muốn làm gì thì làm. Nhưng hôm nay, chỗ dựa không còn tác dụng nữa. Rõ ràng đối phương chỉ là một kẻ lang bạt. A Sung của cô ta, lại vì hắn mà tát cô ta một cái. Còn muốn chia tay. Người phụ nữ điên cuồng hô lớn, A Sung, anh vì tên vô gia cư này chia tay tôi chứ gì? Anh đừng có hối hận. Nhìn xem, khách sạn Huy Hoàng của các người cũng chẳng có bản lĩnh gì. Câm mồm, A Sung nghe thấy vậy, lúc này thẹn quá hóa giận. A Sung, cậu phải giải thích cho tôi chuyện này, Hổ gia nói. A Sung gật đầu, sau đó sai người đưa người phụ nữ kia đi. Bây giờ người phụ nữ này không dễ thoát thân được nữa. Hổ gia, Chu tiên sinh, A Sung xoay người về phía họ, nói yên tâm, chuyện lần này là do cô vợ thất bại có mắt không tròng của tôi gây ra, tôi chắc chắn sẽ giải thích rõ với mọi người. Hổ gia nhìn Chu Dương, Chu tiên sinh, khiến cậu chê cười rồi. Nhưng chuyện lần này chỉ là chuyện nhỏ, chúng ta không nên để bụng, không nên để một con sâu làm dầu nồi canh. Hổ gia vội vàng chữa cháy. Ông ta muốn thương lượng với Chu Dương. Cùng đối mặt với nhánh chính khổng lồ Hứa gia. Tức là, chuyện bọn họ bàn bạc,
có thể thay đổi kết cấu toàn bộ Đông Hải, số tiền cũng lên tới mấy trăm ngàn triệu. Chuyện lớn như vậy cần đối mặt, thì chuyện người phụ nữ kia đúng chỉ bé như hạt cát. Để cùng tiếp tục hợp tác với Chu Dương, Hổ Gia đang yêu cầu A Sung giết người phụ nữ đó. Không thể để thứ còn con ảnh hưởng đến chuyện lớn. Ít nhất Hổ Gia nghĩ vậy. Nhưng Chu Dương thì không. Anh nheo mắt nhìn Hổ Gia và A Sung. Chuyện nhỏ, Chu Dương hỏi. Hổ Gia hơi sững sờ, nhận ra trong giọng nói Chu Dương có gì đó không đúng. Chu tiên sinh, ý cậu là gì? Quan hệ hai bên chúng ta, chẳng lẽ lại bị ảnh hưởng sao bởi một chuyện còn con vậy sao? Hổ Gia hỏi. Không nhẽ, cậu vì chuyện này, mà định kết thúc chuyện chúng ta định bàn luận sắp tới à? Hổ Gia lộ vẻ khó tin. Đùa gì vậy? Chuyện trước mắt thảo luận toàn bộ cục diện ở Đông Hải, sao có thể vì một người phụ nữ ngu xuẩn mà quyết định kết thúc hợp tác chứ? Chẳng khác gì hai bên cùng thương lượng một vụ mua bán trị giá mấy trăm tỷ, nếu thành công, lợi nhuận hai bên đều lên đến mấy chục tỷ. Nhưng một bên đi đến công ty còn lại, thấy máy điều hòa bên đó không phải 23 độ mà là 22 độ, nên yêu cầu kết thúc hợp đồng. Có lý do lố bịch vậy sao? Hổ Gia không tin nổi. Nhưng Chu Dương rất nghiêm túc. Anh mở cửa xe taxi, mời anh tài xế chê y xe xuống. Anh chỉ tài xế, nói các người xem đó là chuyện nhỏ, nhưng tôi thấy chuyện đó không hề nhỏ. Chu Dương nhìn A Sung, anh vì vợ mình mà không phân biệt trái phải, định kéo hai người chúng tôi đi xử lý. Hôm nay là gặp tôi, nếu không phải tôi thì liệu anh ấy có bị anh đánh rồi không? A Sung bị Chu Dương nói cho cứng họng, vì đúng là hắn định làm vậy. Sắc mặt Hổ Gia nghiêm trọng, ông ta nhìn tài xế taxi hỏi, cậu đây là? Đây là anh trai tôi, Chu Dương cao giọng đáp. Một câu nói, khiến ai nấy đều cây ết yêu ta đảm. Anh của Chu Dương. Mọi người ở đây, ai cũng biết Chu Dương có địa vị gì. Anh là người giết trưởng lão bọn họ, song bọn họ vẫn phải chạy đến hợp tác với anh. Nên sự hiện diện của anh trai Chu Dương thì như nào? Ai cùng thầm rối rít suy đoán, xem ra, lần này A Sung gặp họa lớn rồi. Đến người tài xế cũng đờ đẫn ngây ngốc. Có đánh chết anh ta cũng không ngờ, Chu Dương không phải kẻ khoác lác. Anh ta vẫn cho rằng Chu Dương chỉ là kẻ vô gia cư. Thậm chí anh ta còn nghĩ Chu Dương ngồi chê y xe anh ta, hoàn toàn không có tiền trả. Nhưng chuyện gì thế này? Mấy chục người trước cửa khách sạn Huy Hoàng, ai nấy đều cung kính Chu Dương. Lúc này, tài xế thấy thế giới quan của mình sụp đổ. Thì ra là Chu đại ca, Hổ Gia kính cẩn nói với tài xế. Không, không, tôi không phải Chu đại ca, tài xế hoảng hốt nói. Chu tiên sinh, chuyện này như nào, tôi sẽ giải thích rõ ràng, nhưng bây giờ, nhiều người đứng đây không tiện, chúng ta nên vào trong nói chuyện, Hổ Gia lại nhìn Chu Dương. Chu Dương gật đầu. Đúng là anh muốn một câu trả lời, nhưng không muốn chuyện này làm Hổ Gia khó xử. Đoàn người lần lượt vào trong khách sạn Huy Hoàng, tài xế taxi đứng một bên cảm giác như nằm mơ. Khách sạn Huy Hoàng, đó là giấc mơ anh ta không thể với tới. Anh ta mơ được đường đường chính chính vào khách sạn tiêu xài một lần, mơ thành chủ nhân để được cả khách sạn tôn kính. Nhưng anh ta biết thân phận mình hèn mọn như nào. Đừng nói đến chuyện vào đây hưởng thụ được người khác tôn trọng. Cháu gái anh ta bị người trong này làm nhục. Anh ta không biết lý giải sao, đành cắn răng buộc bụng nín nhịn. Vậy mà giờ, ước mơ của anh ta thành sự thật. Chưa cần nói đến những đàn em, nhân viên làm việc trong khách sạn, mà bây giờ sau lưng anh ta còn có Hổ Gia. Vì từng tiếp xúc với khách sạn, nên anh tài xế biết chủ nhân của khách sạn là Hổ Gia, cũng là chỗ dựa vững chắc trong truyền thuyết của khách sạn Huy Hoàng. Hổ Gia là nhân vật tầm cỡ mà anh ta không dám nghĩ đến. Vậy mà bây giờ, vị Hổ Gia này đang đi sau lưng anh ta với sự tôn trọng kính nể. Anh tài xế đánh vào tay mình để xác nhận là thực hay mơ. Anh ta véo một cái rất đau, xem ra đúng là thật rồi. Người mang đến giấc mơ như hôm nay, chính là Chu Dương. Anh ta thận trọng nhìn Chu Dương, trong lòng đầy sự tò mò. Vậy người đàn ông này rốt cuộc như nào? Rõ ràng nhìn như kẻ lang thang. Vậy mà lại được bao người cung kính. Nếu bảo Chu Dương là người bình thường, thì anh ta đúng là kẻ ngu.
Đoàn người đi thẳng lên tầng thượng của khách sạn phòng VIP do đích thân Hổ ra đặt, rồi ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên người tài xế đến nơi sang trọng thế này. Anh ta thầm nghĩ chỗ này một lần phải tiêu ít nhất bao nhiêu tiền. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 54.